Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 97. Hắn mới vừa muốn thu hồi, vậy hơn 10 vị võ giả toàn lực vọt tới. Vô số quyền ảnh đánh vào bình phong che chở trên. Hình ảnh định cách. Bình phong che chở không có chút ba động nào. Quỷ dị hơn chuyện, bình phong che chở bên trong chữ viết lại nhanh chóng lưu chuyển, một cổ lực lượng vô hình phun trào. Một giây kế tiếp, những cái kia đối với Diệp Thần động thủ võ giả đồng loạt bị tung bay. Còn có đến gần người thân thể tại chỗ nổ tung. Trắng tinh nơi tuyết, đột nhiên đỏ bừng như hoa mai. Lại là sông máu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị giật mình. Thằng nhóc kia mặc cho bọn họ công kích, không có bất kỳ phản kháng, ngược lại là bọn họ trả giá giá lớn như vậy. Cái này mẹ hắn cái quỷ gì? Thể xác dù là cường hãn, cũng không khả năng một chút phản ứng cũng không có à. Vô số người con người tựa như nổ tung, kinh hoàng cắn nuốt bọn họ. Bọn hắn bây giờ liền một tia chiến đấu tiếp dũng khí cũng không có. Cái này Diệp Thần hoàn toàn chính là một cái thân xác quái vật. Bọn họ đã hoàn toàn bị hù được, không dám lộn xộn một bước. Diệp Thần kinh ngạc nhìn một mắt tay mình, xích trần thần mạch vậy quá bá đạo đi. Nếu như ta toàn bộ kích hoạt xích trần thần mạch, vậy là dạng gì phòng ngự? Còn nữa, lão kia người rõ ràng nói trần bia là 10 khối luân hồi huyền bia bên trong yếu nhất. Vậy mạnh nhất luân hồi huyền bia là cái gì thuộc tính? Như kích hoạt nghịch thiên thần mạch, biết hay không một cái ánh mắt là có thể trong nháy mắt giết tinh khiếu phong môn. Giờ phút này, Diệp Thần đối với luân hồi huyền bia cùng với huyết mạch của mình cảm thấy hứng thú. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần bước ra một bước, những người này lui về phía sau ba bước, cảnh giác trong mắt nhìn, rất sợ đột nhiên bây giờ ra tay. Đối với những người này, hắn liền đánh chết hứng thú cũng không có. Cút! Một câu nói, những người này chạy mất dạng. Ngày thường cảm giác cút chữ chính là đối với vũ nhục của bọn họ, bây giờ nhìn lại, nhất định chính là âm thanh thiên nhiên. Những võ giả này sau khi rời đi, Diệp Thần đi tới Thất Diện Linh Lung Thảo trước mặt. Cầm Thất Diện Linh Lung Thảo tháo xuống, bỏ vào luân hồi mộ địa bên trong, đến lúc đó lại giao cho Lý Đình. Thu thập xong hết thảy, Diệp Thần tiếp tục về phía trước đi, ngọc bội ánh sáng càng ngày càng mạnh. Băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt dẫn dắt địa phương cũng sắp đến. Không khí chung quanh đổi được càng ngày càng giá rét. Ở đi lại đoạn này thời gian, Diệp Thần một mực ở cảm ngộ hàn băng quy luật. Nếu như không phải là vì lên đỉnh, Diệp Thần cũng tình nguyện ở trong này tu luyện một đoạn thời gian. Hàn băng quy luật tuyệt đối có thể đạt đến đại thành cảnh, đến lúc đó tự thân thực lực, sẽ thành được càng cường đại hơn. Cũng không biết đi lại thời gian bao lâu, Diệp Thần cảm giác đi qua rất lâu, nhưng là chung quanh vẫn không có biến hóa. Ngẩng đầu nhìn một mắt, Diệp Thần phát hiện mình đã dần dần sắp đạt tới Tuyết Phong đỉnh núi. Làm đi tới đỉnh núi sau này, Diệp Thần thở ra một hơi. Hắn phát hiện có mấy trăm tên võ giả tụ tập ở chỗ này. Những võ giả này từng cái vẻ mặt tịch mịch, vốn là lấy đỉnh vi sơn bên trong sẽ có bảo vật gì, nhưng mà trừ tuyết ra, bất kỳ bảo vật cũng không nhìn thấy. Chuyến này đi tới đỉnh núi bên trong, hoàn toàn chính là tới uổng. Diệp Thần đứng ở võ giả chung quanh, phát hiện oán trách thanh âm không thiếu, hắn quan sát bốn phía, luôn cảm giác có từng tia không đúng. Toàn bộ băng nguyên bên trong, nơi này là cao nhất đỉnh, hơn nữa một khối quy tắc, làm sao có thể thứ gì cũng không có. Dù là thượng cổ đại năng, vậy chưa đến nỗi lãng phí thời gian mở loại này đùa giỡn chứ. Chung quanh đây trừ tuyết trở ra cũng không có bất kỳ vật gì, Diệp Thần trong thời gian ngắn, cũng không nhìn ra cái gì, chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống, cảm ngộ trong này hàn băng quy luật lực. Dù là không có bất kỳ bảo vật, Diệp Thần vậy không để ở trong lòng. Dẫu sao đây là băng kiếm tiên tôn chỉ thị. Tất nhiên có duyên phận do. Hơn nữa, hắn phát hiện ngọc bội dị động càng ngày càng mạnh. Thật giống như có cái gì muốn hạ xuống. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Thần mở mắt ra, đột nhiên bây giờ, núi tuyết bắt đầu không ngừng lay động. Lay động biên độ càng ngày càng lớn, tựa hồ sắp sụp đổ như nhau. Rắc rắc, ở Diệp Thần dưới chân. Đột nhiên truyền tới vô số vết rách. Không chỉ có Diệp Thần dưới chân, toàn bộ đỉnh núi, dưới chân của bọn họ, cũng đang nhanh chóng nứt nẻ. Oanh! Truyền tới một tiếng rên,
ở dưới chân của bọn họ, tuyết đọng lõm xuống, cả người thân thể mất đi thăng bằng. Trong nháy mắt, Diệp Thần chung quanh một phiến đen nhánh, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, mình thân thể đang không ngừng rơi xuống. Cho đến từng tiếng rên xuất hiện. Chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, một phiến đen nhánh, chỉ có võ giả thanh âm đứt quãng truyền tới. Oanh! Vào lúc này, bọn họ bốn phía xuất hiện một đoàn đoàn ngọn lửa. Chung quanh có ánh sáng, Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện phía trên vách tường đều là cổ xưa thư họa. Một đám võ giả bắt đầu điều tra, Diệp Thần cũng không có ngoại lệ, đi tới bích họa trước mặt cẩn thận xem xét. Nhưng là rất nhanh, Diệp Thần diễn cảm động lại. Bích họa bên trong, trên trời hạ xuống vẫn thạch. 5 km hố sâu, cỏ cây khô héo. Nửa đêm chiếm đoạt, huyết nguyệt trời cao. Bụi mù tản đi, một khối màu đen cổ xưa bia đá hiển lộ. Mà bia đá bên cạnh, đứng một cái ông già. Cố nhiên không thấy rõ ông lão dung nhan, nhưng là Diệp Thần có cực mạnh cảm giác quen thuộc. Những thứ này cũng không trọng yếu, chân chính để cho Diệp Thần biến sắc mặt chính là, sau lưng lão giả một tòa kiến trúc là Côn Lôn Hư Diệp gia. Cái này bích họa miêu tả hình ảnh là thượng cổ Côn Lôn Hư Diệp gia cảnh tượng. Cũng là hết thảy cục bắt đầu. Nếu như Diệp Thần không có đoán sai, ngày này hàng vẫn thạch chính là mình trên mình thần bí kia đá nguồn. Luân hồi mộ địa bí mật. Nhưng là vì sao, cái này bích họa sẽ ở Càn Khôn sát vực xuất hiện. Băng kiếm tiên tôn ngọc bội vì sao phải dẫn dắt hắn tới nơi này. Diệp Thần chế trụ nội tâm khiếp sợ, tiếp tục xem tiếp, bích họa bên trong, còn có một cái cổ xưa tế đàn. Trong tế đàn ương, là một khối thiêu đốt bia đá chung quanh, vô số võ giả quỳ bái, giống như tín ngưỡng. Diệp Thần cảm giác mình chạm tới bí mật gì, tiếp tục xem tiếp. Nhưng mà, bích họa đột nhiên xuất hiện vết rách. Giống như cưỡng ép bị người dùng kiếm hủy đi. Mà ở vết rách chỗ giáp giới, Diệp Thần thấy được một hàng chữ. Huyết hồn tộc, thần quốc tù người, bảo vệ bí mật con rối. Càn khôn tộc, giết vực bảo vệ, thượng cổ thống trị trăm năm linh vũ. Diệp Thần chân mày vặn thành chữ xuyên, hắn phát hiện chuyến này, mình hoàn toàn cuốn vào một điều bí ẩn đoàn. Ban đầu, một số huyết hồn tộc bị yêu thánh phong ấn mở ra, đã dần dần tỉnh lại. Mà bây giờ linh võ đại lục huyết linh tộc và hồn điện, chính là thượng cổ huyết hồn tộc chi nhánh. Côn Lôn Hư đại năng bị huyết linh tộc sáng lập huyết kiếm môn khó khăn. Bây giờ băng kiếm tiên tôn lại bị vây ở Càn Khôn sát vực. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Còn nữa, huyết hồn tộc vì sao được gọi là thần nước tù người? Diệp Thần sở biến mất bích họa, hắn rất rõ ràng, bị hủy đi mới là cái này bích họa chỗ mấu chốt nhất. Diệp Thần nhìn một cái chung quanh, lại phát hiện một khối giới thiệu Càn Khôn tộc chữ viết. Sợ rằng cái này Càn Khôn tộc cũng cùng luân hồi mộ địa có chút liên lạc. Băng kiếm tiên tôn dùng nào đó thuật pháp dẫn hắn tới nơi này, chắc là vì những thứ này. Ở thời kỳ thượng cổ, Càn Khôn tộc thống trị qua linh võ đại lục một đoạn thời gian. Lời đồn đãi Càn Khôn tộc là một vị kêu Càn Khôn thần hậu duệ, mỗi một tộc nhân vừa sanh ra, liền có thần vương cảnh thực lực. Mỗi một vị thành niên tộc nhân, yếu nhất đều là phong môn cảnh cường giả. Bọn họ số lượng không nhiều, chỉ có 10.000 người miệng, nhưng là không người dám đi trêu chọc. Ban đầu Càn Khôn tộc là linh võ đại lục chân chính người thống trị. Chỉ bất quá ở về sau trong 5 tháng, dị biến nổi lên. Càn Khôn tộc một đêm bây giờ toàn bộ biến mất. Về phần tại sao sẽ biến mất, không có ai biết, Càn Khôn tộc biến mất sau này. Nhân tộc bằng vào nhanh chóng sinh sôi năng lực và năng lực học tập, dần dần trở thành linh võ đại lục chủ yếu, nhưng là mặc dù như vậy mà nói, cũng không có chân chính thống trị linh võ đại lục. Nếu không cũng không khả năng có năm vực phân chia. Có lời đồn đãi Càn Khôn tộc cường giả, tiếp xúc tới linh võ đại lục chỗ sâu nhất bí mật. Để cho thiên đạo trên tích chữ đang nổi giận, một đêm bây giờ tiêu diệt Càn Khôn tộc. Những thứ này lời đồn đãi là thật là giả, không có ai biết, sợ rằng chỉ có chân chính Càn Khôn tộc nhân tài sẽ rõ ràng. Ở Diệp Thần xem bích họa thời điểm, võ giả truyền tới rộn ràng thanh âm. Càn Khôn tộc ở linh võ đại lục một đêm bây giờ biến mất, cũng không phải là bí mật, ai cũng có thể phỏng đoán đến. Nghĩ đến đây, tại chỗ tất cả võ giả cũng đổi được hưng phấn. Nếu là có thể dung hợp Càn Khôn tộc máu,
bọn họ là có thể cá giết nhảy long môn, chân chính một bước lên trời. Tại chỗ võ giả, bên trong đôi mắt bất chấp thần sắc tham lam, trong đầu đều đã ở ảo tưởng, dung hợp huyết mạch sau này, ở toàn bộ linh võ đại lục xưng vương xưng bá. Liên quan tới càn khôn tộc huyết mạch, Diệp Thần căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, hắn bản thân chính là luân hồi huyết mạch. Dù là cùng càn khôn tộc huyết mạch so với, cũng đắt tiền một ít, bất quá nếu là thật có thể tìm được càn khôn tộc máu, Diệp Thần vậy sẽ xuất thủ tranh đoạt. Chính hắn mặc dù không dùng, nhưng có thể giao cho Diệt Tông, đến lúc đó có thể là Diệt Tông đào tạo được không ít cường giả tới. Những võ giả này đã không kịp chờ đợi, muốn đi ra lối đi, đi tìm càn khôn tộc nghĩa địa. Một số võ giả dứt khoát lại nữa xem xét, trực tiếp đi lối đi, khi có người lên đường, ngoài ra một số võ giả vậy ngồi không yên, từng cái một xông tới. Diệp Thần cũng không nóng nảy, một mực theo ở phía sau. Cái lối đi này có dư nhiều không có ai rõ ràng, chỉ có thể không ngừng đi. Làm Diệp Thần bọn họ càng đi về trước được lúc đi, phát hiện từ bên trong thân thể năng lượng, đang không ngừng trở về. Đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một cái tin tốt, cảnh giới trở về, bọn họ có thể sống cơ hội, vậy liền lớn hơn một chút. Diệp Thần theo ở phía sau một đường đi tới trước, phát hiện bốn phía trừ vách tường trở ra không có bất kỳ vật gì. À! Ở Diệp Thần suy tính thời điểm, phía trước đột nhiên bây giờ truyền tới một tiếng hét thảm. Đạp đạp đạp! Một số võ giả không ngừng lui về phía sau, ngay mới vừa rồi, đi tuốt ở đàng trước 10 tên võ giả, lặng yên không một tiếng động liền chết. Cũng không ai biết phía trước rốt cuộc tình huống gì, không người nào dám tiến lên nữa một bước. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt phía trước, phát hiện cũng không có bất kỳ khác thường. Hắn nhìn một cái bốn phía vách tường, phát hiện phía trên bích họa, lại quỷ dị đang vũ động. Những thứ này bích họa đang vũ động thời điểm, truyền tới quỷ dị tiếng vang, tựa như trên bích họa mặt nhân vật sống lại như nhau. Dưới tình huống này, không có ai còn dám lộn xộn, rất sợ xuất hiện chuyện gì. Không người nào dám tiếp tục đi về phía trước, Diệp Thần một mực đang nghiên cứu phía trên bích họa, phát hiện một vài vấn đề. Mỗi một lần ở bích họa động thời điểm, đều sẽ có 3 giây dừng lại. Diệp Thần suy đoán, ở nơi này 3 giây dừng lại thời điểm, đó là có thể an toàn thông qua cơ hội. Mỗi một lần bích họa vũ động thời điểm, thời gian có chiều dài ngắn, nếu những võ giả này không dám động, Diệp Thần tự quyết định mạo hiểm thử một lần. Làm Diệp Thần từ đám người bên trong, đi tới phía trước nhất thời điểm, một số võ giả nhìn hắn. Làm sao, ngươi muốn phải đi, cũng không muốn đưa chết à? Ta xem lại là một cái muốn chịu chết. Một người hợp đạo cảnh giác dưới, cũng muốn đã qua, không biết sống chết. Những võ giả này một bộ xem náo nhiệt trạng thái, cho rằng Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản còn sống. Đối mặt mọi người ầm ĩ, Diệp Thần vậy lười được phản ứng, một cặp mắt mâu chăm chú nhìn bích họa. Cái này càn khôn tộc quan hệ đến luân hồi mộ địa, bất kể như thế nào, hắn đều phải tiến vào chỗ sâu nhất. Ở nơi này chút bích họa múa chuẩn bị dừng lại thời điểm. Đột nhiên, Diệp Thần động. Hắn vận dụng toàn thân lực lượng, bỗng nhiên bây giờ xông tới. 3 giây thời gian, mặc dù không nhiều, bất quá đối với Diệp Thần mà nói đã đủ. Vèo. Bóng người xông tới, mọi người cho rằng Diệp Thần sẽ trực tiếp tử vong, nhưng mà nhìn một cái. T. Lại vẫn còn sống. Mới vừa rồi chết vậy 10 tên võ giả bên trong, cũng có tinh khiếu cảnh sơ kỳ tồn tại. Nhưng mà trong nháy mắt liền bị trong nháy mắt giết. Một số võ giả xoa xoa con mắt không thể tin nhìn một màn này. Cho dù ai vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể bình yên vô sự đi tới. Hắn rốt cuộc làm sao bình an vô sự đi qua. Mọi người trong đầu không nghĩ ra. Diệp Thần thật sâu thở ra một hơi, mới vừa rồi hắn cũng là ở đánh cuộc một lần, không nghĩ tới thật có thể tới đây. Nhìn một cái phía trước, tiếp tục đi về phía trước. Còn như phía sau võ giả, hắn căn bản là lười được phản ứng. Một đường đi, Diệp Thần phát hiện chung quanh xuất hiện từng ngọn mật thất. Những thứ này mật thất cũng không có cửa, Diệp Thần đi vào nhìn một cái, cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tùy ý một nơi trong mật thất mặt, lại có không ít bảo vật. Trong này gửi đan dược và công pháp, chỉ tồn tại mấy trăm bản công pháp và mấy trăm bình đan dược. Những thứ này gửi đồ,
Diệp Thần không chút khách khí tất cả đều bỏ vào luân hồi mộ địa bên trong. Tiếp theo Diệp Thần lại nhìn mấy căn mật thất, cũng phát hiện không ít thứ tốt. Rất nhanh một hồi loạt tiếng bước chân truyền tới, những cái kia võ giả từng cái xông lại. Diệp Thần đã sớm biết, những võ giả này trên căn bản có thể tới đây. Dẫu sao hắn có thể nhìn ra trên bích họa mặt đồ, người khác như thường cũng có thể. Làm những võ giả này xông vào trong mật thất mặt, thấy không có một vật, nhất thời ngây ngẩn. Trong mật thất mặt tràn ra tới đan thơm, tuyệt đối có đan dược, nhưng là toàn bộ đều không thấy. Tuyệt đối là cái đó tiểu xúc sinh, toàn bộ cầm đi. Ban đầu Diệp Thần một người xông lên lúc tới, bọn họ đều thấy ở trong mắt mặt. Trong nháy mắt, những võ giả này tựa như điên vậy tìm Diệp Thần. Bây giờ Diệp Thần giống như là hình một người di động bảo khố, tìm được hắn, không biết có thể lấy được nhiều ít bảo vật. Võ giả số người rất nhiều, muốn tìm được Diệp Thần chỉ bất quá vấn đề thời gian. Không qua cửa tại võ giả muốn phải tìm Diệp Thần sự việc, hắn cũng không biết, ở phía trước phương, tiếp tục thu hoạch không ít bảo vật, từng bước một đi tới trước, phát hiện trước mặt xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Trống rỗng chung quanh còn tản ra khí tức quỷ dị. Diệp Thần từng bước một đi vào, phát hiện bên trong có một cái quan tài đá, ở quan tài đá chung quanh, có khắc chữ viết cổ xưa. Quan tài đá phía dưới, trên trăm kiện thời không chi binh làm trận. Chỉ bất quá thời gian quá lâu, trận pháp đã mất đi hiệu lực. Diệp Thần năm ngón tay một chảo, trực tiếp đem thời không chi binh thu vào luân hồi mộ địa. Dẫu sao hắn đại sát khí một trong ngàn binh bạo đặc biệt cần vật này. Đồng thời, Diệp Thần phát hiện băng kiếm tiên tôn vậy cái ngọc bội đã hoàn toàn mở đi, hiển nhiên năng lượng đã tiêu tán. Đây là băng kiếm tiên tôn dùng giá cực lớn, là mình chỉ đường. Diệp Thần ánh mắt cuối cùng rơi ở trước mặt quan tài đá trên. Trận pháp tuy phá, nhưng là quan tài đá bên trong tản mát ra hơi thở, để cho Diệp Thần mình cũng run sợ trong lòng. Sợ rằng trong này chủ nhân khi còn sống là một vị cực mạnh tồn tại. Phong môn cũng hoặc là thái hư. Diệp Thần đưa tay ra, lòng hiếu kỳ để cho hắn muốn mở ra quan tài đá. Nhưng mà, ngay tại lúc này, sau lưng một loạt tiếng bước chân truyền tới. Diệp Thần nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện đám kia võ giả lại vậy tiến vào. Ở chỗ này, những võ giả này nổi giận gầm lên một tiếng, thấy Diệp Thần bóng người, trong mắt trở nên đỏ như máu. Từng cái rêu rao xông tới. Bây giờ ai cũng biết, Diệp Thần trong tay nắm nhiều bảo vật. Từng đạo khí tức mạnh mẽ xông lại, Diệp Thần cả người nhướng mày một cái, bất quá rất nhanh liền biết rõ chuyện nguyên do. Bây giờ Diệp Thần bảo vật trong tay không thiếu, những người này xông lại sau này, phát hiện trong mật thất mặt không có bảo vật, khẳng định liền liên tưởng đến ở trên tay hắn. Suy nghĩ một chút đến đây, Diệp Thần không có bất kỳ do dự, trực tiếp cầm thú hủ kiếm nắm trong tay. Ở võ giả xông tới trong nháy mắt, cánh tay nhẹ khẽ nâng lên, một đạo kiếm quang bén nhọn bỗng nhiên bây giờ xông tới. Kiếm ý mê người mắt, vọt tới trước mặt nhất võ giả. Chỉ cảm thấy ánh sáng trắng thoáng qua, khí tức trên người bỗng nhiên bây giờ tiêu tán. Tí tách, máu loãng nhỏ xuống đất, để cho phía sau võ giả, thất kinh. Mới vừa rồi xông tới võ giả, nhưng mà có tạo hóa cảnh đỉnh cấp cường giả, nhưng là một kiếm liền bị trong nháy mắt giết. Thình lình biến hóa, để cho tất cả võ giả cũng không nghĩ tới. Còn dám đối với ta ra tay, giết không tha. Một câu nói. Để cho những cái kia võ giả không dám lộn xộn nữa, mới vừa rồi Diệp Thần giết người một màn, vẫn còn ở bọn họ trong đầu, hơn nữa toàn bộ trống rỗng khắp nơi đều là bảo vật. Bọn họ vậy không cần phải vì trước mắt điểm này bảo vật, táng tống mình mạng nhỏ, hoàn toàn không đáng giá được. Không khí ngưng trọng, còn dư lại võ giả nhìn một cái chung quanh, cuối cùng tầm mắt hội tụ ở một nơi, nóng bỏng trong mắt nhìn quan tài đá. Sợ rằng quan tài đá bên trong mới thật sự là bảo vật. Bất quá nhưng không ai dám ra tay. Cũng không ai biết quan tài đá bên trong có hay không nguy hiểm. Nơi đây là Càn Khôn tộc nghĩa địa, chẳng lẽ đá này quan bên trong là Càn Khôn tộc cường giả thi thể. Sợ rằng cường giả như vậy tiện tay mang nhẫn chữ vật cũng giá trị phi phàm đi. Trong đó một người tinh khiếu cảnh ba tầng thiên cường giả đi ra, hắn sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, gặp Diệp Thần không nói gì. Liền tới đến quan tài đá trước, cười hắc hắc, một chưởng vỗ vào quan tài đá trên.
ở hắn xem ra, Diệp Thần cũng ở đây sợ hãi. Như vậy quan tài đá ở giữa bảo vật tất nhiên thuộc về cái đầu tiên mở ra người. Hắn cầm quan tài đá, cánh tay nhất thời dùng sức. Linh lực vận chuyển. Sắc sắc. Toàn bộ quan tài đá bị mở ra, đại hán nhìn một cái, nhất thời bây giờ kích động, trong miệng hét lên, thật vẫn là càn khôn tộc người. Bình ngọc này chẳng lẽ là càn khôn tộc người trước khi chết lưu lại máu tươi. Đại hán hưng phấn đến trình độ cao nhất, thận trọng từ quan tài đá bên trong cầm ra một quả bình ngọc. Làm bình ngọc rời đi quan tài đá thời điểm, bỗng nhiên bây giờ một đạo thân ảnh quỷ mị xông tới, một cái tát đánh ở ngực của đại hán phía trên. Phốc suy, đại hán ngọc trong tay bình dụng, cả người bóng người bay rớt ra ngoài. Ha ha ha, càn khôn tộc máu là ta. Một người tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả trực tiếp mở miệng, trong mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Cướp! Tất cả mọi người đều bắt đầu đổi được điên cuồng lên, giống như ăn thuốc kích thích như nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Toàn bộ tình cảnh đổi được hỗn loạn không chịu nổi, từng đạo khí tức mạnh mẽ đập vào mặt. Hòa thượng hơn thịt thiếu dưới tình huống, trận trên mặt chiến đấu có thể tưởng tượng được. Thấy càn khôn tộc máu, Diệp Thần trực tiếp ra tay. Hắn quyết định cướp đoạt đến máu tươi liền rời đi, không biết tại sao, trong nội tâm luôn có một chút bất an, vẫn là tốc chiến tốc thắng, sớm một chút rời cái địa phương quỷ quái này cho thỏa đáng. Kiếm quang bén nhọn, ở hư không bên trong lưu chuyển, kinh khủng kiếm khí lan truyền đến chung quanh. Oanh! Một kiếm rơi xuống, tên kia tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả, còn đắm chìm trong vui sướng chính giữa. Đột nhiên cả người bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bình ngọc ở hư không bên trong nhanh chóng rơi xuống, Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, trực tiếp nắm trong tay. Tự tìm cái chết. Tên kia tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới. Ngực hắn còn chảy máu loãng, một đạo vết kiếm, là bởi vì là Diệp Thần tạo thành. Vốn là tới tay bảo vật, lại bị một người hợp đạo cảnh tầng 7 thiên võ giả cướp đi. Hắn tại sao có thể đồng ý? Thấy tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả xông lại, Diệp Thần căn bản cũng không có dây dưa dự định, nhanh chóng rời đi. Đồ đã tới tay, hắn thu hoạch đồ cũng không thiếu, không dự định ở trong này tiếp tục đợi. Hắn trong lòng rất bất an. Đây là hàng năm đối với nguy cơ cảm giác bén nhạy. Còn như cái này càn khôn tộc và luân hồi mộ địa có quan hệ thế nào, hắn không dự định tra cứu. Ở cách bên ngoài cửa hang mặt càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên bây giờ, mặt đất chấn động, cửa hang bộc phát ra một đạo đỏ thẫm ánh sáng. Thấy một màn này, Diệp Thần trực tiếp dừng bước. Toàn bộ cửa hang, đều bị ánh sáng vây lại. Lạnh như băng cảm giác để cho Diệp Thần rõ ràng, đột nhiên này xuất hiện đỏ thẫm ánh sáng tuyệt đối có vấn đề. Tia sáng này là cái gì hình thành, hắn không biết, cũng không dám lộn xộn. Mà giờ khắc này, sau lưng tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả đã vào tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần khóe miệng treo lên một tia như có như không độ cong, ở đối phương xông lên lúc tới, mượn lực đả lực, trực tiếp nắm tay hắn. Đang bắt ở tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả cánh tay thời điểm, Diệp Thần trên cánh tay mặt nổi gân xanh, bỗng nhiên dùng sức hất ra. Võ giả bị hất ra thời điểm, trực tiếp hướng đỏ thẫm bình phong che chở xông tới. Nếu không biết là thứ gì, trước hết để cho hắn đi thăm dò đường một chút. Làm tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên võ giả, rơi vào đỏ thẫm bình phong che chở phía trên thời điểm, truyền tới tê tâm liệt phế tiếng gào. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, gã cường giả kia thân thể, nhanh chóng hòa tan, rất nhanh thì trở thành một quầy máu loãng. Tiếng kêu thảm thiết kinh động chung quanh võ giả, ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời bây giờ sợ hết hồn. Đây rốt cuộc tình huống gì? Tinh khiếu cường giả ở nơi này đỏ thẫm ánh sáng trước mặt cũng không chịu được như vậy. Vốn là tranh đấu võ giả, toàn bộ đều dừng tay. Dù là đạt được máu thì như thế nào, nếu như ra không đi, bị vây ở chỗ này, có ích lợi gì? Diệp Thần cau mày, cái này bình phong che chở, hắn cũng không nhìn ra, rốt cuộc là thứ gì? Có thể dễ như trở bàn tay, cầm một người tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên võ giả hòa tan, sợ rằng phong môn cảnh cường giả. Vậy rất khó chạy ra ngoài. Tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả bài học thất bại, để cho tại chỗ võ giả, không có một người dám đi chạm. Rất rõ ràng,
bọn họ cũng không có hoàn toàn chắc chắn xông ra. Ha ha, bổn tọa máu như thế nào? Vào lúc này, đột nhiên bây giờ truyền tới một giọng nói, mọi người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện quan tài đá bên trong, càn khôn tộc người thi thể, không biết lúc nào lại sống lại. Diệp thần thấy một màn này, cả người sắc mặt dần dần đổi được ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác đến, tên này càn khôn tộc người, cũng không có bị điều khiển, trong cơ thể sinh mạng hơi thở thịnh vượng, hoàn toàn đó là sống trước càn khôn tộc người. Chỉ bất quá hơi thở lại không phải thái hư cảnh, cũng không phải phong môn cảnh, mà là tinh khiếu cảnh. Rất hiển nhiên, vô tận năm tháng bên trong, tu vi đã sớm tiêu tán. Nhưng là cho dù tinh khiếu cảnh, cũng có thể có phong môn oai à. Mọi người tại đây, ai có thể ngăn cản? Bên trong sân, tất cả võ giả sắc mặt đổi được sát trắng, càn khôn tộc thực lực chỉ có tinh khiếu cảnh, nhưng là lại để cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nồng đậm sợ hãi, liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Đây là tới từ huyết mạch áp chế. Nếu như tất cả tại chỗ võ giả là phàm nhân nói, vậy càn khôn tộc chính là thần trên trời. Nhân thần bây giờ, huyết mạch khác biệt, chỉ có sợ hãi. Trừ phi mạch máu ngươi so càn khôn tộc cao hơn bưng, mới có thể không bị ảnh hưởng, nhưng là cho tới nay không có xuất hiện qua tới. Dù là thần long, phượng hoàng huyết mạch cũng không được. Càn khôn tộc chí cường giả, có thể tay xé thần long, có thể tưởng tượng được có khủng phố dường nào. Trên trận, chỉ có Diệp Thần rất lạnh yên tĩnh. Hắn phát hiện, luân hồi huyết mạch đang cháy. Giống như, gặp được cực kỳ quen thuộc tồn tại. Ở trên cao cổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người này thuộc tính lại đại biểu cái gì? Ngay tại lúc này, quan tài đá ở giữa người đàn ông treo phù ở giữa không trung, nhìn phía dưới võ giả, trong mắt tràn đầy thần sắc khinh miệt. Một bầy kiến hôi, vậy vọng tưởng lấy được ta chi nhất tộc máu. Càn khôn tộc tiếng nói vừa dứt, chỉ một cái rơi xuống. Oanh! Một người tinh khiếu cảnh tầng 2 thiên võ giả, cả người thân thể nổ thành bụi phấn, hoàn toàn tử vong. T. Tất cả võ giả cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ một cái trong nháy mắt giết tinh khiếu. Cái này mẹ hắn vậy quá kinh khủng đi. Diệp thần cả người cau mày, càn khôn tộc cho hắn mang tới áp lực, giống vậy không nhỏ. Giao ra máu, trở thành ta nô bộc, có thể để cho các ngươi sống tạm. Càn khôn tộc tiếng nói vừa dứt, tràng diện võ giả không nhúc nhích. Nếu như giao ra huyết dịch, tự nhiên không có vấn đề, bất quá tại chỗ đều là cường giả. Võ giả có mình tôn nghiêm, để cho bọn họ thành là nô bộc. Tại sao có thể tiếp nhận? Đây hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Đại nhân, ta nguyện ý giao ra hết thảy ở chỗ này lấy được đồ, còn như nô bộc sự việc, có thể hay không coi là. Một người tinh khiếu cảnh tầng trời một võ giả đứng ra, hai tay nâng một cái hộp, khiếp đảm ánh mắt nhìn. Oanh! Càn khôn tộc bóng người bay đi, dù là Diệp thần cũng chỉ có thể bắt được một chút quỹ tích. Không muốn trở thành là ta nô bộc, tự tìm cái chết. Càn khôn tộc cường giả, bắt những lời ấy nói võ giả cổ, đột nhiên bây giờ dùng sức. Sắc sắc! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, tinh khiếu cảnh giới võ giả, hoàn toàn tử vong. Bồn tọa, là càn khôn tộc viêm khôn, trở thành ta nô bộc, là vinh hạnh của các ngươi. Càn khôn tộc cường giả, có đầy đủ kiêu ngạo. Đại nhân, đừng giết ta nguyện ý trở thành ngươi trung thực nô bộc. Một người tạo hóa cảnh tầng 5 thiên võ giả, khiếp đảm đi tới viêm khôn bên người, toàn bộ quỳ ngã trên mặt đất. Viêm khôn nhìn một cái, khóe mắt một nụ cười châm biếm, hắn chỉ thích người khác thần phục ở dưới chân hắn cảm giác. Tại chỗ võ giả trong nội tâm mặc dù khinh bỉ, bất quá ai vậy không nói gì, có cái đầu tiên, rất nhanh liền xuất hiện phản ứng dây chuyền. Liên tiếp có võ giả đầu hàng, không tới 15p thời gian, không có đầu hàng võ giả, chỉ còn lại một phần nhỏ. Cái này một phần nhỏ thực lực cường đại nhất, căn bản không nguyện ý làm người khác nô bộc, sống chết không sợ. Ta tin tưởng mọi người cũng biết, càn khôn tộc mạnh mẽ, chỉ có đồng loạt ra tay, mới có thể có được một đường sinh cơ. Giờ phút này một người tinh khiếu cảnh 3 tầng thiên cường giả trực tiếp mở miệng, một đôi mắt nhìn chằm chằm viêm khôn. Còn dư lại võ giả cũng nhẹ khẽ gật đầu, trên người khí thế, bắt đầu không ngừng bộc phát ra. Oanh oanh oanh, từng cổ một đè nén hơi thở, tràn ngập ở bốn phía, viêm khôn khóe mắt thoáng qua một tia khinh thường.
Một bầy kiến hôi, thật đúng là cho là ta Càn Khôn tộc đối thủ. Viêm Khôn mà nói, mới vừa nói xong, cả người bóng người bỗng nhiên xông tới. Tốc độ chân thực quá nhanh, để cho người căn bản không thấy rõ. Đầu dựa vào Càn Khôn tộc võ giả, vì còn sống, trực tiếp xông lên đi giết. Ở tên võ giả này xông lên lúc tới, Diệp Thần bóng người hướng võ giả nhiều nhất địa phương chạy đi. Hắn mặc dù có thể đối phó những người này, bất quá cũng không muốn đem lực lượng, lãng phí ở những người này trên mình. Chủ yếu nhất vẫn là Càn Khôn tộc Viêm Khôn, mới là trọng yếu nhất, chỉ cần Viêm Khôn vừa chết, những người này, tự nhiên không đánh tự thua. Mấu chốt Viêm Khôn khí tức trên người, để cho Diệp Thần rất không thoải mái. Ở Diệp Thần xông lên lúc tới, trong tay hắn cầm ra 10 chuôi thời không chi binh. Đối với những thứ này đầu dựa vào Càn Khôn tộc võ giả, vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối khá. Ở cách gần đây thời điểm, Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ngàn binh bạo. Trong tay hắn thời không chi binh trực tiếp ném ra, những vũ khí này tản mát ra kinh khủng hơi thở. Oanh! Một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn, truyền tới tiếng kêu thê thảm, bể nát tay chân, bay lượn khắp nơi. Bộc phát ra vang lớn, kinh động Càn Khôn tộc Viêm Khôn, bất quá thấy chỉ là một người hợp đạo cảnh tầng 7 trời, khinh miệt cười một tiếng. Như vậy võ giả, chỉ bất quá có một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, căn bản cũng không cần coi ra gì. Cùng hắn giải quyết hết trên trận cảnh giới cao nhất tồn tại, đến lúc đó trở lại thu thập. Ngàn binh bạo, bộc phát ra uy lực, quá mức khủng bố, trong nháy mắt, võ giả không dám tới gần nữa Diệp Thần. Bọn họ có biết, Diệp Thần trong tay thời không chi binh không thiếu. Thấy không có ai công kích hắn, Diệp Thần nhìn một cái Viêm Khôn và bên trong sân mạnh nhất một người chiến đấu. Đó là một cái tông môn trưởng lão, tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên. Vẫn ẩn núp ở trong đám người. Hôm nay nguy cơ xuất hiện, lúc này mới bại lộ. Dù là Diệp Thần đối với, vậy không nhất định có thể dung chuyển. Trước đây, Diệp Thần toàn lực bùng nổ, có thể miễn cưỡng vượt qua hai cấp chiến đấu. Nhưng mà đó là ở nửa bước hợp đạo thời điểm. Bây giờ hắn cảnh giới là hợp đạo cảnh tầng 7 thiên. Như muốn chiến tinh khiếu cảnh tầng 7 trời, rất khó. Chỉ vì là, tinh khiếu cảnh sau đó, mỗi một tầng cảnh giới nhỏ đều có cảnh giới lớn oai. Còn muốn trước nửa bước hợp đạo vượt qua hai cấp mà chiến, cơ hồ không thể nào. Trừ phi, Diệp Thần vận dụng hết thảy lá bài tẩy. Đây cũng là con đường tu luyện, càng về sau, càng phát ra khủng bố. Diệp Thần nhìn người trưởng lão kia lắc đầu một cái, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viêm Khôn mặc dù chỉ là tinh khiếu cảnh, nhưng là mỗi một lần ra tay, cũng để cho trưởng lão cảm giác được tự thân máu không thông suốt, có một loại bản năng sợ hãi. Đây chính là Càn Khôn tộc huyết mạch áp chế. Diệp Thần cầm chặt trong tay thú hủ kiếm, mặc dù không biết Viêm Khôn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bất quá hắn nhất định phải ra tay. Bây giờ trưởng lão kia còn sống, có thể kềm chế đến Viêm Khôn, một khi rơi xuống nói, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể để cho Viêm Khôn một phương diện tàn sát. Vèo! Diệp Thần bóng người trực tiếp xông tới, bất hủ kiếm ý từ bốn phương tám hướng lan truyền. Thú hủ kiếm sát ý, không ngừng lan tràn. Làm Viêm Khôn thấy Diệp Thần xông tới trong nháy mắt, trên mặt xuất hiện một tia lửa giận. Một người hợp đạo cảnh võ giả, cũng dám đối với hắn ra tay. Thật là không biết sống chết. Viêm Khôn quyết định trước giải quyết hết cái này con kiến hôi, lại đi đối phó tinh khiếu cảnh cường giả. Hắn cả người bóng người biến mất ở hư không bên trong, đột nhiên đi tới Diệp Thần trước mặt. Viêm Khôn cánh tay nâng lên, quả đấm phát ra tiếng kẽo kẹt. Mỗi một vị Càn Khôn tộc cường giả, cũng không biết dùng bất kỳ vũ khí, bọn họ tin tưởng, tự thân thể xác, chính là tốt nhất công kích. Phịch! Ở Viêm Khôn xông lên lúc tới, Diệp Thần nâng lên cánh tay vận dụng thú hủ kiếm để ngăn cản. Đâm! Diệp Thần bóng người lui về phía sau hai bước, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Ừ, ngươi lại không chịu chúng ta Càn Khôn tộc huyết mạch ảnh hưởng. Viêm Khôn gặp biến không sợ hãi trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia lộ vẻ xúc động. Hắn con ngươi phóng đại. Vậy võ giả và hắn giao thủ, cũng sẽ xuất hiện hành động chậm chạp hiện tượng. Bởi vì huyết mạch áp chế duyên cớ, nhưng là mới vừa, Diệp Thần căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng. Tốc độ phản ứng cực nhanh, làm liền một mạch,
căn bản không bị áp chế. Có thể không bị bọn họ nhất tộc huyết mạch áp chế, trừ phi huyết mạch so bọn họ càn khôn tộc càng cường đại hơn. Đây là duy nhất có thể. Nhưng là mạnh hơn bọn họ huyết mạch tại sao có thể là hợp đạo cảnh? Viêm Khôn nhìn Diệp Thần, bên trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ và sát ý. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đi tới ta nơi này? Mạch máu ngươi? Vì sao ta ở trong thân thể ngươi cảm thấy xích trần thần mạch hơi thở? Diệp Thần vậy cảm giác được Viêm Khôn ánh mắt biến hóa, cả người ngay tức thì cảnh giác. Sáu con đường lực hội tụ, vô tận ma khí cuồn cuộn, canh kim khí hoàn toàn bùng nổ. Bất hủ kiếm ý lan truyền đến bốn phía. Thời gian pháp tắc, hàn băng quy luật, thời không quy luật, điên cuồng lưu động. Thú hủ kiếm bên trong sát ý, hoàn toàn bộc phát ra. Diệp Thần làm xong mạnh nhất tư thái, đi đối phó Viêm Khôn. Vèo. Viêm Khôn bóng người dừng lại ở tại chỗ, bất quá Diệp Thần trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Hắn đã xông lại. Tại chỗ Viêm Khôn chẳng qua là một tàn ảnh mà thôi. Oanh! Ở Diệp Thần phía sau, Viêm Khôn một đấm đánh đi ra ngoài. Ở quả đấm của múa lúc tới, Diệp Thần cả người thân thể thay đổi, một kiếm chém ra đi. Đâm! Một kiếm hạ xuống, chỉ để cho Viêm Khôn quả đấm, xuất hiện một tia vệt trắng mà thôi, liền ra cũng không có phá vỡ. Kinh khủng lực phòng ngự, để cho Diệp Thần cũng run sợ trong lòng. Khá tốt vị trưởng lão kia nhận ra được vấn đề, trực tiếp một đao chém về phía Viêm Khôn. Cái này một đao cho Diệp Thần mang đến một tia thở dốc, hắn cả người bóng người không ngừng lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, từng kiếm một không ngừng quơ múa ra. Toàn bộ không bên trong động, cũng tràn ngập kiếm khí. Toàn bộ trống rỗng không ngừng lay động, tựa như sắp sụp đổ vậy. Linh sát hợp kích, hắn cả người điện mang cùng nhau. Hóa thân sấm sét màu vàng. Đâm. Kiếm quang sáng chói, bộc phát ra tia sáng chói mắt, giống như mặt trời chói chang trên không. Kiếm khí gào thét tới, quét ngang qua, ở giao chiến võ giả, cảm nhận được kinh khủng kiếm ý, không nhịn được điên cuồng lui về phía sau. Kiếm khí bén nhọn, thế không thể đỡ, có khai thiên thế. Toàn bộ bầu trời, tựa hồ cũng bị một kiếm này, đổi được ảm đạm thất sắc. Oanh. Một kiếm xông lên đi giết, Viêm Khôn sắc mặt nhẹ biến đổi, hai cánh tay bảo vệ ngực. Đâm, tí tách, một kiếm hạ xuống, Viêm Khôn cả người bóng người bay rớt ra ngoài, tay hắn trên cánh tay mặt, xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm. Vết kiếm chảy máu, lực lượng cuồng bạo, tràn vào đến hắn trong thân thể. Không ngừng ăn mòn, hắn chỉ có thể phân ra một bộ phận lực lượng, tới đối kháng trong cơ thể lực lượng. Vốn là làm phản võ giả, thấy Viêm Khôn bị thương, nhất thời bây giờ có một loại ảo giác. Càn khôn tộc thật giống như bất quá như vậy. Một người hợp đạo cảnh tầng 7 thiên cũng có thể để cho hắn bị thương. Càn khôn tộc bọn họ chỉ nghe nói qua, căn bản không có trải qua, trong xương cốt mặc dù có sợ, nhưng là cũng không phải là quá nhiều. Nếu như không phải là mới vừa rồi Viêm Khôn trong nháy mắt giết hai vị tinh khiếu cường giả. Nói không chừng cũng không biết có võ giả làm phản. Dẫu sao mới vừa rồi Viêm Khôn ra tay một cái, liền chấn nhiếp mọi người, ưu việt một nhóm, mới để cho bọn họ có làm phản tâm tư. Có thể bây giờ thấy một màn trước mắt, thật giống như càn khôn tộc vậy chưa ra hình dáng gì. Viêm Khôn người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói ra được. Nếu như không phải là mình ở trong năm tháng vô tận, tu vi trôi qua, không có khôi phục, há có thể như vậy. Hơn nữa, ở nơi này là hợp đạo cảnh tầng 7 thiên bộc phát ra uy lực. Đã sắp đến gần tinh khiếu cảnh tầng 5 thiên. Rốt cuộc từ đâu tới yêu nghiệt? Chẳng lẽ linh võ đại lục nhân tộc yêu nghiệt, đã đạt làm đến nước này không được? Diệp Thần sâu đậm thở ra một hơi, một cặp mắt màu gắt gao nhìn chăm chú vào Viêm Khôn. Bây giờ Viêm Khôn bị tinh khiếu cảnh trưởng lão cuốn lấy, để cho hắn có một tia thở dốc cơ hội. Từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra một ít đan dược, bỏ vào trong miệng, sau đó cầm chặt thú hủ kiếm. Hắn cả người bóng người bỗng nhiên bây giờ xông tới, giống như một viên đạn đại bác, bay đi. Ở hắn vào tới Viêm Khôn trước mặt thời điểm, một kiếm quơ múa ra. Viêm Khôn thấy Diệp Thần sau này, điên cuồng xông lại, dù là tinh khiếu cảnh cường giả đối với hắn ra tay, cũng không quan tâm. Cái gì cường giả,
đều là con kiến hôi, ở hắn ở trong mắt, Diệp Thần mới là uy hiếp lớn nhất. Làm Diệp Thần thấy Viêm Khôn xông lên lúc tới, hắn sau lưng xuất hiện Kỳ Lân và Bạch Hổ hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh, giống như đúc, tựa như thật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hống! Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, để cho một số võ giả không nhịn được che lỗ tai. Hư ảnh liền thành, bỗng nhiên bây giờ xông lên đi giết. Ở hai đầu hung thú xông tới trong nháy mắt, Viêm Khôn mặt không đổi sắc. Một hai tay đưa ra tới, bắt hư ảnh, muốn trực tiếp vỡ ra. Đâm! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, hai thú hư ảnh, để cho Viêm Khôn dựa vào một đôi tay xé nát. Làm Viêm Khôn một lần nữa xông về Diệp Thần thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ nguy hiểm hơi thở. Làm hắn ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện 20 chuôi thời không chi binh, xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn. 20 chuôi thời không chi binh, tuyệt đối là Diệp Thần vận dụng nhiều nhất một lần. Vì để cho Viêm Khôn bị trọng thương, Diệp Thần không tiếc xuống vốn gốc. Ông ông ông! Thời không chi binh phát ra ông ông tiếng vang, đột nhiên bây giờ nổ. Oanh! Một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, kinh khủng dư âm tràn ngập ở bốn phía, một ít thực lực nhỏ yếu võ giả, một búng máu phun ra ngoài, thiếu chút nữa không có bị dư âm cho nổ chết. À, ta muốn ngươi chết! Lúc này, Viêm Khôn lại cũng không có mới vừa rồi phách lối hình dáng, hắn cả người thê thảm hề hề, trên mình đều là vết thương. Diệp Thần sắc mặt trắng bệch. Nhìn Viêm Khôn, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Như vậy ngàn binh bạo, uy lực nổ tung, dù là cùng Viêm Khôn cùng cảnh giới cường giả ở ứng phó không kịp dưới tình huống, cũng có thể nổ chết, nhưng mà Viêm Khôn còn có thể sống được. Càn Khôn tộc lực phòng ngự, coi là thật khủng bố. Viêm Khôn bây giờ đã hoàn toàn mất lý trí, nếu như không phải là hắn bị phong ấn không biết nhiều ít năm tháng, làm sao có thể sẽ tạo thành bây giờ tình huống. Bây giờ cả người đã hoàn toàn tiến vào bùng nổ kiểu mẫu, hắn cảm giác càn khôn tộc mặt mũi đều bị hắn cho mất hết. Đối phó một người hợp đạo cảnh võ giả, không chỉ không có giết chết, còn cầm mình làm được chật vật như vậy. Dĩ nhiên, trong nội tâm của hắn mặt còn có một chút vui mừng, nếu như Diệp Thần và hắn giống nhau cảnh giới, sợ rằng mình một chiêu cũng sẽ bị trong nháy mắt giết. Viêm Khôn lau chùi hết khóe miệng máu, một cặp mắt mâu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lạnh giọng mở miệng nói, có thể chết ở càn khôn thuật trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Diệp Thần cầm chặt thú hủ kiếm, cũng không có mở miệng nói chuyện. Càn khôn thuật là càn khôn tộc mạnh nhất thuật pháp, cũng là bọn họ nhất tộc lá bài tẩy, một khi vận dụng nói, có thể cháy tự thân máu tươi, đem mình thân xác tăng lên tới 100 lần trình độ. Đây cũng là càn khôn tộc đáng sợ nguyên nhân thực sự. 100 lần là một cái kinh khủng dường nào khái niệm. Có chiến phong môn oai. Mà Diệp Thần, ở nơi này trước mặt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càn khôn nhất tộc vậy sẽ không vận dụng như vậy lực lượng. Chỉ có chân chính xuất hiện nguy cơ lúc mới biết nhúc nhích dùng. Mà hiển nhiên, bây giờ Diệp Thần chính là nguy cơ. Ở Viêm Khôn trạng thái còn không có nhảy lên tới trình độ cao nhất lúc đó, tên kia tinh khiếu trưởng lão đột nhiên ra tay, trong tay đao, phát huy đến trình độ cao nhất. Một đạo ác liệt đao mang, bỗng nhiên bây giờ từ Viêm Khôn sau lưng xông lại. Viêm Khôn khóe miệng toát ra một tia cười nhạt, căn bản không có quan tâm, ngược lại xoay người một đấm đánh đi ra ngoài. Phịch! Đao mang đang cùng Viêm Khôn quả đấm tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp chia 5 x 7. Lão kia người vậy tại chỗ hóa là một phiến xương máu. Thấy một màn này, Diệp Thần cả người sắc mặt âm trầm, nhưng không thể làm gì. Bây giờ Viêm Khôn thân xác chân thực quá mức cường đại, bình thường thủ đoạn đối phó hắn căn bản không dùng. Nếu như vận dụng xích trần thần mạch, cũng chỉ có thể chịu đựng nhất kích. Sau một kích, nên như thế nào? Coi như vận dụng giết liền giới vực và trảm thiên nhất kiếm, cũng không nhất định có cơ hội. Bây giờ phải đi. Hắn bây giờ đều không biết rõ, băng kiếm tiên tôn rốt cuộc có ý gì. Cái này càn khôn tộc thức tỉnh chỉ cho hắn mang đến nguy cơ à? Diệp Thần không do dự nữa, vận dụng thần hồn, ở Viêm Khôn sắp nhảy lên tới phong môn lúc đó, trực tiếp ném ra thời không chi binh. Ngàn binh bảo, vô tận đợt khí phun trào. Bởi vì quá mức đến gần, Diệp Thần thân thể cũng bị đợt khí xung động. Hắn muốn kích hoạt huyết mạch, nhưng là suy nghĩ một chút linh lực tiêu hao, vẫn là buông tha.
Đau tê tâm liệt phế đau, để cho Diệp Thần cắn chặt hàm răng, hơn loại bất đồng năng lượng, mang đến hơi thở cuồng bạo. Để cho hắn thân thể, đã dần dần sắp không nhịn được. Khí tức chung quanh đổi được bạo động lực, trống rỗng bắt đầu xuất hiện vết rách. Ở đỉnh đầu của mọi người, tuyết động không ngừng đánh mất. Toàn bộ trống rỗng lập tức phải sụp đổ như nhau. Viêm Khôn cau mày, hắn cảm nhận được Diệp Thần trên mình cổ quái mà vừa kinh khủng hơi thở, để cho hắn đều có một loại cảm giác sợ hãi. Đây tựa hồ là luân hồi huyền bia, chẳng lẽ thằng nhóc này luyện hóa luân hồi huyền bia? Không thể nào, như vậy con kiến hôi làm sao có thể luyện hóa loại này thần vật? Nghĩ tới đây, Viêm Khôn như tia chớp tốc độ trực tiếp xông lên đi giết. Ở hắn xông lên đi giết trong nháy mắt, tự nhiên thấy được Diệp Thần. Hèn mọn con kiến hôi, còn muốn chống lại ta, tự tìm cái chết. Một quyền mang theo sáng chói ánh sáng hướng Diệp Thần nện xuống. Nhưng mà, lúc này, Diệp Thần trong mắt hoàn toàn nhắm lại. Thân thể huyết mạch phun trào rất cuồng nhiệt. Trước mặt hắn treo nổi lên một đạo cổ xưa bia đá hư ảnh. Mà tấm bia đá này, chính là Diệp Thần luyện hóa trần bia. Trần bia và Viêm Khôn lực lượng đụng chạm. Một tia rung động dạo dực ở trên không khí gian. Bỗng nhiên bây giờ, rung động biến mất. Viêm Khôn thân thể lại lui về phía sau dòng dã 10 bước. Hắn tròng mắt trợn to, thật sự là luân hồi huyền bia, vẫn là trần bia, ngươi. Ngươi lại thức tỉnh xích trần thần mạch. Làm sao có thể? Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, đối với đối phương kinh hoàng không có bất luận phản ứng gì. Hắn phát hiện, đan điền linh lực cơ hồ trống rỗng. Còn muốn thi triển nhất kích căn bản không có thể. Viêm Khôn hiển nhiên vậy phát giác Diệp Thần không đúng, trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, cảnh giới của ngươi quá thấp, coi như thức tỉnh xích trần thần mạch cũng không dùng. Sợ rằng chỉ có thể phóng thích nhất kích. Đã như vậy, bên trong cơ thể ngươi luân hồi huyền bia liền thuộc về ta. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên, này, cái thằng nhóc này, ta không hy vọng ngươi động hắn. Viêm Khôn ngẩn ra, ánh mắt chợt bắn về phía một phương hướng. Chỉ gặp xa xa, một cái cõng cái hộp kiếm nam tử đứng ngạo nghễ. Nam tử trong miệng ngậm một cọng cỏ, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Viêm Khôn. Viêm Khôn từ trên người đối phương rõ ràng cảm thấy nguy cơ. Hơn nữa, thuật pháp của hắn hiệu quả dần dần biến mất, thực lực bắt đầu ngã xuống. Ngươi là ai, tại sao phải giúp thằng nhóc này? Cái hộp kiếm nam tử khẽ mỉm cười, người tình khiếu cảnh tu vi, còn chưa xứng biết ta tên chữ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Thần, nói, thằng nhóc, vào vậy quan tài đá. Lần trước, người luyện hóa luân hồi huyền bia, bị tên kia cắt đứt mấy phần, xích trần thần mạch có chút chưa đủ. Mà đây càn khôn tộc máu tươi, nếu như luyện hóa, phỏng đoán có thể đối với người bồi thường một ít. Hơn nữa, nơi này lập tức muốn sụp đổ. Nói xong, cái hộp kiếm nam tử hướng Viêm Khôn đi tới. Mỗi một bước, đều tràn đầy xào xạc ý. Diệp Thần nhìn một cái lục đạo kiếm thần phong thanh dương, vẫn là hướng quan tài đá đi tới. Trong tay hắn có một chai đoạt được càn khôn tộc máu tươi, nếu như luyện hóa, hiệu quả tự nhiên không tệ. Quan tài đá mở ra, Diệp Thần tiến vào. Thế giới đen nhánh. Diệp Thần không do dự nữa, từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra bình ngọc. Chai bên trong đựng đúng lúc là càn khôn tộc máu. Diệp Thần lập tức vận chuyển thần ma luân hồi quyết, trực tiếp cầm máu tươi bỏ vào trong miệng. Làm máu tươi tiến vào trong miệng một khắc kia, cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng tán loạn. Quả nhiên, càn khôn nhất tộc máu tươi vô cùng khủng bố. Máu tươi ở Diệp Thần trong cơ thể tàn phá xâm lược, so với trước đó hắn luyện hóa bất kỳ yêu thú gì máu tươi đều phải mãnh liệt. Diệp Thần cắn hàm răng. Điên cuồng dụng công pháp tới áp chế máu tươi. Có thể thành công hay không thì phải xem bây giờ thời khắc mấu chốt. Tuyết rơi nhiều bao trùm ở toàn bộ trống rỗng, còn như khác võ giả, trừ Diệp Thần trở ra cũng sớm đã chạy trốn. Cả thế giới tựa như chỉ còn lại Viêm Khôn và lục đạo kiếm thần phong thanh dương. Viêm Khôn con người âm trầm, trên người người này có luân hồi huyền bia, người thật một chút cũng không có hứng thú. Lục đạo kiếm thần duỗi người, ngươi nói chuyện có phải hay không đại biểu ngươi sợ. Còn như luân hồi huyền bia, ta thật đúng là không có hứng thú. Viêm Khôn sắc mặt càng phát ra khó khăn xem, hắn nhìn một cái quan tài đá,
không do dự nữa. Một giây kế tiếp trực tiếp xuất hiện ở Phong Thanh Dương trước mặt, một quyền nện xuống. Một quyền này tựa như có thể phá vỡ tinh thần, hủy diệt hết thảy. Nhưng mà, để cho hắn bất ngờ là, cái hộp kiếm nam tử căn bản không có tránh né dự định. Ngươi vì sao không tránh? Ta mặc dù rơi xuống, nhưng cũng có thể thi triển nửa bước bịt cửa lực lượng. Viêm Khôn tức giận gầm hét lên. Phong Thanh Dương cười. Vô cùng không câu chấp cười. Càn Khôn tộc, ngươi một người còn sống, nếu như ta không đoán sai, phải cùng thần quốc có chút liên lạc đi. Thần quốc ở Linh Võ Đại Lục sừng sững nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn thấu sao? Đột nhiên, Viêm Khôn quả đấm dừng lại. Vậy hủy diệt lực lượng hoàn toàn biến mất. Chỉ vì là hắn xuất hiện trước mặt một cái cổ xưa cái hộp kiếm. Cái hộp kiếm bề ngoài lưu động giống như ngôi sao ánh sáng. Tia sáng này, thậm chí có một tia căn nguyên lực. Nhìn thấu cái gì? Nghe được đối phương nhắc tới thần quốc, Viêm Khôn con người có giúp một cái, kinh ngạc nói. Phong Thanh Dương nhìn về phía quan tài đá, nụ cười đột nhiên biến mất, một cổ sát ý lạnh như băng từ trong con người bắn ra, gần từng chữ. Có vài người, định trước không động được. Có vài người, sanh ra chính là dung chuyển thần quốc tồn tại. Còn như động hắn những người đó, sẽ mất đi ở vô tận bụi bặm bên trong. Cái hộp kiếm là nói, phá vỡ vạn vật, diệt kiếm, ra. Dứt lời, cái hộp kiếm bên trong, một thanh kiếm treo lơ lửng ở Viêm Khôn trước mặt. Một kiếm này, tựa như đại biểu mất đi. Bên ngoài Phong Thanh Dương và Viêm Khôn đánh một trận, long trời lở đất. Mà quan tài đá ở giữa Diệp Thần nhưng là kích động đến trình độ cao nhất. Ăn vào Càn Khôn tộc máu tươi, hắn nguyên bản đình trệ tu vi lại đang từ từ leo lên. Diệp Thần không biết ở bên trong nán lại bao lâu. Bởi vì bên trong đen nhánh một phiến, hoàn toàn không có ở đây quan niệm. Mà hắn cảnh giới cũng từ từ bước vào hợp đạo cảnh tầng 9 thiên. Máu tươi lực lượng hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, Diệp Thần phát hiện, ngay cả là Càn Khôn tộc máu tươi, bá đạo như vậy tồn tại, ở chạm được mình máu tươi ngay tức thì, cũng bị bài xích. Giống như, luân hồi huyết mạch, cũng không thích. Cho nên, Diệp Thần không có quá nhiều dung nhập vào máu tươi, mà là lựa chọn, đơn độc đem máu tươi bên trong lực lượng luyện hóa. Xem ra luân hồi huyết mạch đáng sợ vượt qua xa cái này cái gọi là Càn Khôn tộc. Ngay tại lúc này, Diệp Thần cảm giác được cái gì, trong mắt mở ra. Hắn cho Kỳ Lâm truyền âm phù lại vỡ vụn. Kỳ Lâm ở tìm mình. Nhận ra được Kỳ Lâm nguy cơ, Diệp Thần không có chút do dự nào, cầm ra thú hủ kiếm, một kiếm phá quan ra. Oanh! Quan tài đá vỡ vụn. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện Phong Thanh Dương và Viêm Khôn đều biến mất. Đầy đất bừa bãi. Hơn nữa trên có một đạo vết kiếm sâu. Vết kiếm cơ hồ nghìn mét dài, độ sâu ước chừng mười mấy mét. Kinh người tới cực điểm. Xem ra Phong Thanh Dương một kiếm kia, đã đánh chết Viêm Khôn. Diệp Thần nhìn lướt qua luân hồi mộ địa Phong Thanh Dương bia đá, hơi lóe lên ánh sáng. Hiển nhiên, Phong Thanh Dương đã trở lại mộ bia bên trong. Diệp Thần vậy không do dự, trực tiếp hướng Kỳ Lâm phương hướng đi. Rất nhanh hắn liền chạy tới, khi thấy hình ảnh trước mắt, Diệp Thần tim cũng dâng tới cổ họng. Giờ phút này Kỳ Lâm vết thương chồng chất, Lý Đình thì thôi kinh hôn mê ngã trên mặt đất. Chung quanh hắn, có mấy con yêu thú đang đến gần. Rất hiển nhiên, mới vừa mới tạo thành đợt khí chấn thương cái này mấy người, hơn nữa Càn Khôn sát vực yêu thú ngửi thấy mùi máu tươi, nhanh chóng chạy tới. Kỳ Lâm mặc dù thức tỉnh tiên thiên độc thể, nhưng đó là máu tươi lực lượng, nếu như đột nhiên hình thành đợt khí và sụp đổ, Kỳ Lâm rất khó đối phó, dẫu sao kinh nghiệm chưa đủ. Nhìn vậy mấy đầu giữ tợn răng nanh yêu thú, Diệp Thần bước ra một bước. Tự tìm cái chết. Diệp Thần cả người trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh quỷ mị ngay tức thì vọt tới Kỳ Lâm trước mặt, những yêu thú kia ngay tức thì hóa là xương máu. Không có sao chứ. Nhìn một cái Kỳ Lâm thương thế, trong cơ thể hắn lửa giận không nhịn được tràn ra, lập tức từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra đan dược, bỏ vào Kỳ Lâm trong miệng. Không, không có sao. Kỳ Lâm lắc đầu một cái, bên trong đôi mắt bất chấp nước mắt, thời khắc mấu chốt, Diệp Thần rốt cuộc đã tới. Nhận ra được Kỳ Lâm cũng không có bị thương nặng, Diệp Thần vậy yên tâm không thiếu. Diệp Thần,
mau xem Lãnh Nhan và Lý Đình. Kỷ Lâm mở miệng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn một cái cách đó không xa Lãnh Nhan và Lý Đình. Bây giờ Lý Đình tình huống thật không tốt, bản thân thì có thương thế, lại bởi vì nơi này dị động, để cho nàng lâm vào đang hôn mê. Lãnh Nhan từ mặt đất đứng lên, đi tới Lý Đình bên người, kiểm tra một chút tay nàng cổ tay. Không được, nếu như không có thất diện linh lung thảo mà nói, nàng không kiên trì được 2 giờ. Lãnh Nhan tiếng nói vừa dứt, cả người cũng đổi được tuyệt vọng đứng lên. Trong vòng 1 giờ, muốn tìm được thất diện linh lung thảo, không khác nào nói vớ vẩn. Chớ nói chi là, nàng bây giờ liền thất diện linh lung thảo vị trí ở nơi nào cũng không biết. Vừa vặn, ta ở núi tuyết bên trong tìm được một bụi. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra thất diện linh lung thảo, đây vốn chính là Lý Đình chuẩn bị. Làm Lãnh Nhan thấy thất diện linh lung thảo thời điểm, trong mắt trợn to, cả người cũng đổi được kích động. Nàng vội vàng vàng đi tới Diệp Thần bên người, bắt thất diện linh lung thảo, một chút xíu bóp vỡ, bỏ vào Lý Đình trong miệng. Vốn là Lý Đình mặt tái nhợt gò má, dần dần xuất hiện một chút màu máu, mặc dù còn đang hôn mê, bất quá cả người đã không có đáng ngại. Tin tưởng không tới 2 giờ, là có thể tỉnh lại. Cảm ơn. Lãnh Nhan đứng lên, nhìn Diệp Thần, mở miệng nói. Diệp Thần cười một tiếng cũng không có để ý, thất diện linh lung thảo mà thôi, hắn chỉ bất quá thuận tay mà là. Chúng ta đi ra ngoài đi. Trong này đã không có đợi tiếp nữa cần thiết, bất quá thu hoạch đồ ngược lại không thiếu. Chuyến này bỏ mặc nói thế nào, cũng coi là kiếm. Diệp Thần bốn người đường cũ trở về, ở giữa lại phát hiện một ít phệ cốt kiến, bất quá sử dụng huyền diễm sau này, mọi người cũng an nhiên thông qua. Từ mộ trong ruộng đi ra, Lý Đình cũng sớm đã tỉnh lại, biết được là Diệp Thần tìm tới thất diện linh lung thảo, trong nội tâm lòng cảm kích, đã không có biện pháp hình dung. Dẫu sao tương đương với ân cứu mạng. Diệp Thần nhanh như vậy từ bên trong đi ra, còn một nguyên nhân khác, hắn cũng không biết Viêm Khôn rốt cuộc chết hay chưa, vạn nhất không chết, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cái đó nghĩa địa dẫu sao và Càn Khôn tộc có liên quan, nếu như Viêm Khôn lại dẫn động trận pháp gì, hậu quả kia liền đáng sợ. Hắn không thể lại để cho Kỷ Lâm rơi vào nguy hiểm bên trong. Còn như Càn Khôn tộc và luân hồi mộ địa quan hệ giữa, Diệp Thần cũng không dự định tra cứu, cùng đến lúc đó thấy Vĩnh Hằng Thánh Vương hỏi lại một phen đi. Vĩnh Hằng Thánh Vương hẳn biết cái gì? Ban đầu, Vĩnh Hằng Thánh Vương đã từng nói, nếu như kích hoạt khối thứ nhất luân hồi huyền bia, hắn liền sẽ cùng tự mình nói một ít chuyện tình. Cái đó cái gọi là cục, Vĩnh Hằng Thánh Vương cũng nên là mình vạch trần. Diệp Thần, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Ta luôn cảm giác chỗ này không đúng lắm. Kỷ Lâm nháy mắt to linh động tình, hiếu kỳ nói. Diệp Thần nhìn chung quanh, mới vừa muốn nói chuyện, luân hồi mộ địa liền truyền đến phong thanh dương thanh âm, mặt tây. Đơn giản hai chữ, không có bất kỳ nói nhảm. Phong tiền bối, Viêm Khôn có chết hay không? Diệp Thần hỏi. Nhưng mà, phong thanh dương bia đá lại cũng không có động tĩnh. Diệp Thần không biết làm sao, chỉ có thể kéo Kỷ Lâm tay, đi thôi, đi mặt tây xem. Còn nữa, Lãnh Nhan, Lý Đình, các ngươi đồ đã bắt được, vì các ngươi an toàn dậy gặp, vẫn là đi ra ngoài đi. Lãnh Nhan và Lý Đình nhìn nhau, cuối cùng chắp tay nói, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi, nhưng không phải bây giờ. Diệp Thần cũng không để ý sẽ, mặc cho hai người đi theo, một đường hướng mặt tây tiến về trước. Nhưng mà, ở Càn Khôn tộc không bên trong động, một đạo thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã đi ra, chính là Viêm Khôn. Viêm Khôn trên mình bị tổn thương, vô cùng nghiêm trọng, bất quá mặt hắn lên cũng chỉ có cổ quái thần sắc. Không có bất kỳ tức giận gì. Mới vừa rồi thần bí kia cái hộp kiếm chàng trai nhất kích để cho hắn bây giờ vẫn còn âm ảnh. Hắn nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, lẩm bẩm nói, người đàn ông kia không giết ta, để cho ta lấy Càn Khôn thần dạy thề, đi theo sau lưng ngươi. Ta không biết đúng sai, nhưng là người nọ trong miệng. Ngươi có thể chống lại thần quốc, ta không tin. Nói xong, Viêm Khôn bóng người liền biến mất. Diệp Thần một đường hướng tây, vượt đến chỗ sâu, hắn cảm giác càng phát ra không đúng. Chung quanh không có một con yêu thú hơi thở. Hoàn toàn tĩnh mịch, quá an tĩnh, yên lặng để cho người bất an.
Kỳ Lâm tay nhỏ bé gắt gao kéo Diệp Thần, "Diệp Thần, ngươi tại sao phải tới nơi này? Ta luôn cảm giác không đúng lắm, nếu không, chúng ta đi ra ngoài." Diệp Thần không trả lời, hắn bước chân trực tiếp dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy chu vi bách lý, Diệp Thần bốn người chỉ có thể đứng ở phía sau, cũng không dám đến gần. Màu đen vòng xoáy tràn đầy vô số ma khí và huyết khí, tựa như địa ngục cổng vào vậy, âm u kinh khủng. Diệp Thần phát hiện càng đến gần mà nói, luân hồi mộ địa bên trong, truyền tới chấn động càng mãnh liệt. Cái này màu đen vòng xoáy bên trong, tuyệt đối và luân hồi mộ địa nhất định có liên quan, hoặc là băng kiếm tiên tôn ở nơi này. Kỳ Lâm nhìn ra Diệp Thần ý tưởng, lo lắng mở miệng nói, Diệp Thần ngươi tại sao dừng lại, ngươi xem cái này vòng xoáy, quá quỷ dị, chúng ta vẫn là rời đi đi. Nàng nhìn một cái vòng xoáy, trong nội tâm cảm nhận được nồng đậm sợ hãi. Vòng xoáy này bên trong tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại. Chỗ này vừa thấy chính là lớn hung chi địa. Lãnh Nhan trong mắt ngưng trọng nhìn vòng xoáy, không dám đến gần một bước. Một khi vọng đi, sẽ để cho tim của các nàng thần không yên, tựa hồ vừa đi vào sẽ chết ở bên trong. Diệp Thần cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, không có sao, ta đi vào tra nhìn một chút. Nếu đã quyết định muốn đi vào, hắn ý tưởng liền sẽ không thay đổi. Bỏ mặc bên trong rốt cuộc có cái gì, hắn đều phải tìm tòi kết quả. Nếu như có thể tìm được băng kiếm tiên tôn, là có thể rời đi càn khôn sát vực. Kỳ Lâm khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nàng biết Diệp Thần một khi quyết định sự việc, người bất kỳ khuyên cũng không có dùng. Lần này Diệp Thần dự định tự mình một người đi, còn như Lãnh Nhan và Kỳ Lâm các nàng, tìm được một nơi hang núi để cho các nàng nghỉ ngơi. Trong sơn động không có bất kỳ yêu thú, rất rõ ràng đã bỏ hoang đã lâu. Diệp Thần để cho Lãnh Nhan các nàng đợi ở bên trong, sau đó dùng trận pháp ngưng tụ, ngăn cách hết thảy hơi thở. Hắn từ trong nước xoáy mặt cũng có thể cảm nhận được một chút bất an, mới để cho Kỳ Lâm đi theo Lãnh Nhan các nàng. Một khi mình xuất hiện chuyện gì, cũng có thể để cho Lãnh Nhan các nàng chiếu cố Kỳ Lâm. Hết thảy sự việc cũng chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Thần đi tới màu đen vòng xoáy bên cạnh. Vượt đến gần nói, lại càng có thể cảm nhận được một cổ to lớn hấp lực, muốn cầm hắn cả người đều hút vào. Diệp Thần cau mày, cắn răng một cái mặc cho cái này cổ hấp lực, hấp dẫn mình thân thể. Hắn thân thể theo vòng xoáy không ngừng không có vào đến bên trong, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Làm Diệp Thần mở mắt thời điểm, ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái, phát hiện không khí bên trong tràn ngập dáng vẻ già nua. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần không ngừng đi, phát hiện một ít hài cốt, những hài cốt này không biết đã qua nhiều ít năm tháng, thân thể đã hủ hóa. Bọn họ mặc quần áo, rõ ràng và linh võ đại lục bây giờ quần áo trang sức không giống nhau. Chỗ này không biết qua bao lâu, nhưng là không khí bên trong còn có từng tia sơ xác tiêu điều hơi thở ở bồng bềnh. Diệp Thần không ngừng đi, phát hiện trong này hoàn toàn chính là một nơi chiến trường thượng cổ. Thi thể và đọng lại máu loáng, từng tia rên rỉ thanh âm, tựa như để cho hắn trở lại vậy đoạn năm tháng. Toàn bộ chiến trường thượng cổ, vô cùng bát ngát, trên bầu trời không có mặt trời, Diệp Thần tùy ý đi, phát hiện ở phía trước nhất, có một cái bỏ hoang cung điện. Cung điện sừng sững trên mặt đất, bất quá ở phía trên nhất phá vỡ một góc, không lành lặn không hoàn toàn. Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp xông tới, đi tới phế tích cung điện bên trong. Làm tiến vào bên trong nháy mắt, Diệp Thần bị cảnh sắc trước mắt, trực tiếp bị rung động đến. Ở cung điện ngay chính giữa, có một tòa cự long pho tượng, toàn bộ cự long toàn thân bị vô số xiềng xích quấn quanh. Những thứ này cổ xưa xiềng xích, không có vào đến cự long trong thân thể. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt cự long, hắn ở cự long bên người lộ vẻ được dị thường nhỏ bé, giống như là một con kiến. Cự long trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, ở cự long trên mình, lại cắm mấy chục ngàn chuôi lợi kiếm. Những thứ này lợi kiếm toàn bộ đều cắm vào cự long trong thân thể, chỉ còn lại chuôi kiếm ở bên ngoài. Vạn kiếm chiếm đoạt cự long, còn có vô số cổ xưa xiềng xích vây khốn, để cho cự long căn bản không có biện pháp bước lên trước. Diệp Thần ngắm nhìn cự long ánh mắt, tựa hồ thấy được thê thảm một màn. Không biết nhiều ít cường giả đối với cự long ra tay, bọn họ trong tay lợi kiếm,
không ngừng đâm vào cự long bên trong thân thể, còn có một chút cường giả cầm xiềng xích, khống chế cự long di động. Cự long không cam lòng gầm thét, mỗi một lần truyền tới thanh âm gầm thét, cũng có thể để cho những cường giả này đau đến không muốn sống. Một kiếm, hai kiếm, trăm kiếm, thời gian không biết đã qua bao lâu, toàn bộ mặt đất đều bị nhiễm thành màu đỏ như máu. Cho đến mấy chục ngàn thanh kiếm đâm vào cự long trong thân thể, xiềng xích hạn chế cự long di động. Cự long ánh mắt tuyệt vọng bên trong, muốn cuối cùng vùng vẫy một chút, làm cự long ngẩng đầu lên thời điểm, một chuôi to lớn lợi kiếm, trực tiếp đâm vào hắn trong đầu mặt. Từ từ, cự long nhắm mắt lại, ở nhắm mắt lại trong nháy mắt, chảy ra một giọt máu nước mắt. Diệp Thần nhẹ nhàng than thở một tiếng, vòng qua cự long, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến huyết long. Huyết long cắn nuốt bách thú đổ biến mất, đến nay cũng chưa có trở về. Đầu mối duy nhất chính là Cửu Thiên Thần Long Điện. Hắn muốn đi tìm huyết long, nhưng không biết cái này cái gọi là Cửu Thiên Thần Long Điện ở đâu. Bất quá hắn tin tưởng, nếu như huyết long hy vọng hắn đi, tất nhiên sẽ cho hắn tin tức. Dẫu sao hắn và huyết long giữ liên lạc vượt qua hết thảy. Thậm chí, hai người bây giờ còn có một đầu phân linh thú. Đây là, hắn dừng bước, cả người cau mày, ở cung điện mặt đất, phủ đầy hài cốt, những thứ này hài cốt tản ra ma khí nồng nặc và huyết khí. Nhìn một mắt phía trước, phát hiện 3.000 mét chỗ, toàn bộ đều là hài cốt, giống như đi tới ma. Ở ma bên trong, Diệp Thần thấy còn có 49 quan tài đá. Quan tài đá chung quanh tản ra kinh khủng à khí và huyết khí, không chỉ có như vậy, 49 quan tài đá nối liền trận pháp. Những trận pháp này Đường Vân hội tụ đến một nơi khô lâu màu vàng quan tài đá trên. Diệp Thần nhìn ra trận pháp nguyên do, hắn phát hiện 49 chỗ quan tài đá cũng hướng khô lâu màu vàng quan tài đá hội tụ năng lượng. Diệp Thần cảm giác được có cái gì không đúng, trận pháp cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, phảng phất có người cố ý làm như vậy. Vì sao những trận pháp này quan tài đá như thế quen mắt? Còn có hơi thở này. Hơi thở này tại sao và Lâm Tuyệt Long khí tức trên người giống nhau như đúc? Ở hắn suy tính thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong đột nhiên bây giờ truyền tới một giọng nói. Diệp Thần cẩn thận. Làm Diệp Thần nghe được thanh âm, theo bản năng muốn né tránh, ở hắn sau lưng cắm ở cự long trên đầu mặt, to lớn cự kiếm hướng hắn phóng tới. Thân kiếm tản ra kinh khủng khí lạnh. Diệp Thần tránh né tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cự kiếm nhanh hơn. Oanh! Một kiếm hạ xuống, trực tiếp lao qua Diệp Thần cánh tay, quần áo vỡ vụn mấy phần, thậm chí cánh tay một tia máu tươi dính. Cuối cùng, cự kiếm đóng vào cung điện phía trên thạch bích. T! Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, cưỡng ép nhịn đau đau. Nơi đây vẫn còn có những người khác. Hắn ánh mắt đột nhiên bắn về phía một phương hướng. Ở cung điện một nơi địa phương âm u, nghe gặp tiếng bước chân. Đạp đạp đạp. Diệp Thần nghe tiếng nhìn lại, phát hiện hắc ám bên trong đi ra 5 cái người. Cái này 5 trong đám người, trong đó có 4 người ăn mặc màu đen áo khoác, duy chỉ có một người khác, mặc trên người trước màu lửa đỏ áo khoác, tay hắn chỉ nhỏ dài thêm gầy đét. Tay khô héo chỉ, trên người sinh mạng hơi thở như có như không, tựa hồ tùy thời có thể tiêu tán. Hắn mang trên mặt dữ tợn mặt quỷ mặt nạ. Giữa eo treo một khối ngọc bội. Phía trên chỉ có 2 chữ, hồn điện. Diệp Thần dùng thần niệm dò xét một chút, cả người cau mày, hắn phát hiện cái này 5 người hơi thở, toàn bộ đều là tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả. Trước đây, hắn thuộc về hợp đạo cảnh tầng 7 trời, có thể miễn cưỡng đối kháng tinh khiếu tầng 5 thiên cường giả, nhưng là tầng 6 thiên căn bản không có thể. Mặc dù bây giờ hắn đã bước vào hợp đạo tầng 9 trời, nhưng là đối mặt 5 vị tinh khiếu cảnh tầng 6 trời, hắn căn bản không có phần thắng. Dẫu sao tinh khiếu cảnh sau đó, một cái cảnh giới nhỏ, chính là ngàn kém vạn đừng. Làm 5 người xuất hiện một khắc kia, Diệp Thần trong mắt gắt gao nhìn chăm chú vào. Thú hủ kiếm nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Làm 5 người thấy được Diệp Thần thời điểm, hơi kinh ngạc. Sau đó khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Ta còn lấy vì ai tiến vào, tuyệt đối không nghĩ tới là ngươi, Diệp Thần. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đi vào. Một người trong đó đứng ra, nhìn Diệp Thần, khóe mắt tràn đầy hài hước thần sắc.
Diệp Thần, ban đầu ngươi hủy ta hồn điện phân đà, hôm nay ta thì phải để cho ngươi táng thân ở chỗ này. Năm tên tinh khiếu cảnh cường giả giữ tợn cười một tiếng, nhìn Diệp Thần sắc mặt không tốt. Bây giờ hồn điện đại địch số một chính là Diệp Thần, không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải. Cần gì phải và một con kiến hôi nói nhảm, nếu gặp phải liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Diệp Thần cũng không có mở miệng, trên người khí thế không ngừng ngưng tụ. Năm người liếc nhìn nhau, tựa hồ quyết định cái gì, toàn bộ người khí tức trên người trực tiếp bộc phát ra. Bọn họ năm tên tinh khiếu cảnh cường giả hơi thở, không ngừng xông về Diệp Thần, muốn dùng tự thân khí thế, tới nghiền ép Diệp Thần. Còn như Diệp Thần có thể không thể trốn chạy, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới. Bọn họ nhưng mà tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả, làm sao có thể sẽ để cho một người hợp đạo cảnh giác dưới rời đi. Làm năm người khí thế hung hăng xông về Diệp Thần thời điểm, ở Diệp Thần chung quanh tạo thành to lớn áp lực, không ngừng nghiền ép hắn thân thể. Diệp Thần cả người sắc mặt nhẹ biến đổi, bất quá lại không có nói gì, thần sắc ngưng trọng. Hồn điện năm người tin tưởng, căn bản không cần phải ra tay, chỉ cần vận dụng tự thân uy áp là có thể để cho Diệp Thần tử vong. Ở năm tên tinh khiếu cảnh cường giả, cho rằng Diệp Thần không sống nổi thời điểm, Diệp Thần thân thể bề ngoài, lại xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, bất hủ thần thể hơi thở tràn ngập ở bốn phía. Làm bất hủ thân thể hơi thở xuất hiện, ngăn trở ở uy áp, để cho những thứ này uy áp không thể đến gần Diệp Thần chung quanh. Năm tên tinh khiếu cảnh cường giả thấy một màn này, nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Giờ phút này Diệp Thần trên mình bộc lộ ra ngoài hơi thở, để cho bọn họ cũng không phát hiện ra được rốt cuộc là cái gì. Thằng nhóc này quả nhiên cổ quái, mọi người cùng nhau ra tay, điện chủ nói qua không thể lấy cảnh giới cân nhắc thằng nhóc này, cầm đầu của hắn, sợ rằng điện chủ còn sẽ ban thưởng chúng ta một ít thứ. Trong đó một người tinh khiếu cảnh cường giả trực tiếp mở miệng. Liên quan tới Diệp Thần cổ quái, bọn họ những người này đã sớm rõ ràng, sớm một chút đánh chết, để tránh đêm dài lắm mộng. Năm cái người quyết định chủ ý, vừa mới chuẩn bị ra tay, nhưng mà Diệp Thần quỷ mị giống vậy bóng người, trực tiếp xông lại. Trong tay hắn thú hủ kiếm nâng lên, một kiếm bỗng nhiên chém ra đi. Oanh! Một kiếm hạ xuống, năm tên tinh khiếu cảnh cường giả bóng người, nhẹ lui về phía sau. Một kiếm này đối với bọn họ không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, bất quá lại để cho năm người hoàn toàn tức giận. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Thần hẳn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu có thể sống, ai biết lại dẫn đầu xuất thủ, thật là không có đem bọn họ coi ra gì. Ở Diệp Thần sau lưng, sáu cái thần vương đạo hiện ra, phát ra ông ông tiếng vang. Thời gian pháp tắc, hàn băng quy luật, thời không quy luật thúc dục phát đến mức tận cùng. Bất hủ kiếm ý không ngừng lan truyền, thú hủ kiếm tản mát ra ma khí, lưu đãng ở trong cung điện mặt. Huyết khí thập phương thuật, để cho hắn thân xác bỗng nhiên bây giờ tăng lên tới 20 lần. Canh kim khí, chấn áp hết thảy. Đối mặt năm tên tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả, Diệp Thần không thể không cẩn thận, ra tay một cái, liền bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất tới đối kháng. Mặc dù không biết các ngươi hồn điện đang dở trò quỷ gì, nhưng là, nếu các ngươi đến từ hồn điện, ta liền đưa các ngươi lên đường. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trong tay thú hủ kiếm khoảnh khắc bây giờ nâng lên. Ở thú hủ kiếm nâng lên trong nháy mắt, kiếm ý ùn ùn kéo đến xông về năm tên tinh khiếu cảnh cường giả. Năm tên tinh khiếu cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, sau đó năm người đứng ở bất đồng phương vị, xông về Diệp Thần. Đâm! Diệp Thần vẫy tay một kiếm chém đi ra thời điểm, một người tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả, tốc độ đạt đến mức tận cùng, trực tiếp tránh khỏi. Oanh! Một kiếm rơi vào cung điện phía trên, truyền tới một tiếng nổ vang, bụi đất tung bay. Ở Diệp Thần sau lưng, đột nhiên truyền tới phá không thanh âm, một người tinh khiếu cảnh cường giả đã tới hắn sau lưng, cả người trực tiếp xông lại. Diệp Thần vừa quay người lợi dùng trong tay thú hủ kiếm tới đón đỡ. Phịch! Một tiếng rên, cả người bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc suy! Diệp Thần ổn định thân thể, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Đối mặt một vị tinh khiếu cảnh tầng 6 trời, hắn căn bản không sợ. Nhưng là năm người liên hiệp lực, vượt xa hết thảy. Hắn bây giờ muốn chống lại rất khó. Ban đầu nửa bước hợp đạo đối kháng nửa bước tinh khiếu, vượt qua hai cảnh giới,
không tính là quá khó khăn. Không nghĩ tới, đối mặt tinh khiếu cảnh, hai cảnh giới chênh lệch, lại có thể to lớn như vậy. Diệp Thần trực tiếp thi triển trăm bước đuổi điện, tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh. Thật là nhanh. Trong đó một người tinh khiếu cảnh cường giả vừa dứt lời, đột nhiên bây giờ cảm nhận được bụng đòn nghiêm trọng. Phốc suy. Cái này tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả không kịp đề phòng, trực tiếp bị Diệp Thần một kiếm đánh trúng. Làm hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, nhưng phát hiện Diệp Thần bóng người cũng sớm đã biến mất không gặp. Diệp Thần mặt không đổi sắc, trong tay thú hủ kiếm, bỗng nhiên một đạo kiếm quang bén nhọn quơ múa đi ra ngoài. Oanh! Cực hạn kiếm quang, tốc độ đã đạt đến mức tận cùng, bỗng nhiên rơi xuống. Đang rơi xuống trong nháy mắt, tên kia tinh khiếu cảnh cường giả trực tiếp lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, Diệp Thần ngoài ra một đạo kiếm quang đã lặng lẽ rơi xuống. Ở ngoài ra một đạo kiếm quang rơi xuống thời điểm, Diệp Thần cả người bóng người bỗng nhiên bây giờ xông tới. Oanh! Kiếm quang rơi xuống thời điểm, tinh khiếu cảnh cường giả mặc dù đã tránh thoát, bất quá Diệp Thần bóng người tấn công tới, một chưởng rơi xuống. Phịch! Một cái tát vỗ vào tinh khiếu cảnh cường giả phía trên ngực, hai chân lui về phía sau hai bước. Nhưng mà ngoài ra một người tinh khiếu cảnh cường giả đã xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Một chuôi hàn thương đánh tới, dù chưa đến Diệp Thần trên thân thể mặt, nhưng mà kinh khủng hơi thở, đã bắt đầu không ngừng tràn ngập. Chung quanh cung điện, lảo đảo muốn rơi xuống, đá lớn lăn xuống, khắp nơi bắt đầu sụp đổ. Bản tới trong này cung điện, cũng đã tồn tại có một ít năm tháng. Hơn nữa Diệp Thần và hồn điện cường giả lực công kích ảnh hưởng đến, tiếp tục đánh xuống, sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ở hàn thương khoảng cách Diệp Thần chỉ còn lại 3 cm thời điểm, kinh khủng hàn mang để cho hắn cảm nhận được áp lực, ở thoáng qua rồi biến mất bây giờ, nghiêng đầu một kiếm vung chém ra đi. Đông! Một kiếm và hàn thương đầu thương tiếp xúc, bộc phát ra tia lửa, mượn lực trùng kích, Diệp Thần bóng người lui về phía sau hai bước. Lui về phía sau thời điểm, bên trái, bên phải, tạo thành giáp công thế, hủy thiên diệt địa hơi thở, điên cuồng cuộn sạch mở. Diệp Thần không thể lui được nữa, chỉ có thể cưỡng ép ứng chiến, hắn trong tròng mắt lóe lên sắc bén, cầm chặt trong tay thú hủ kiếm, ở hắn phất tay trong nháy mắt, bên ngoài thân kim quang phun trào. Kim quang bắn ra bốn phía, giống như một tôn cái thế chiến thần. Hắn kích hoạt một số xích trần thần mạch và bất hủ thần thể kết hợp. Bởi vì hắn cần linh lực giết người, cho nên chỉ có thể kích hoạt một phần nhỏ xích trần thần mạch. Hai người kết hợp, bất hủ thần thể cực kỳ bá đạo. Bất hủ thần thể vào giờ khắc này phát huy ra tác dụng, thú hủ kiếm ma khí từ thân kiếm bên trong, không ngừng lan truyền. Canh kim khí hơi thở. Ở toàn bộ trong cung điện mặt, tùy ý bay lượn. Chanh, chanh, chanh. Kiếm ý phun trào, vẫy tay bây giờ, một kiếm quơ múa ra. Kiếm quang diệu nhân mắt, tựa như toàn bộ càn khôn sát vực cũng ảm đạm thất sắc. Đâm. Một kiếm ra, tinh khiếu cảnh cường giả mỗi người bộc phát ra thủ đoạn, kiếm khí hoành tảo thiên quân thế. Những thứ này tinh khiếu cảnh cường giả liên tiếp lui về phía sau, Diệp Thần thừa dịp này cơ hội. Từ vòng vây chạy khỏi. Trăm bước đuổi điện để cho Diệp Thần tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, mà ở hắn sau lưng, hồn điện cường giả không ngừng theo sát. Nghiêng đầu nhìn một cái, hắn tốc độ mặc dù đã đủ mau, chỉ bất quá hồn điện cường giả đuổi kịp, là chuyện sớm hay muộn tình. Hắn đã không thể lại tiếp tục kéo dài như vậy, như nếu không, một khi xích trần thần mạch không nhịn được, đến lúc đó hắn liền phản kháng cơ hội cũng không có. Vạn nhất cùng hắn linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Nếu đã quyết định muốn đánh, Diệp Thần ngừng ở hư không, sau lưng ma khí, đưa tới từng trận gió lớn. Thấy Diệp Thần không chạy, ngược lại dừng lại ở tại chỗ, hồn điện cường giả khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt nụ cười. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Thần đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ tồn tại. Bây giờ chỉ bất quá đang làm sao cùng vùng vẫy mà thôi. Diệp Thần trên người bất hủ thần thể kim quang phun trào, hắn quanh thân còn xuất hiện màu đen ma khí. Kim quang và ma khí quấn quanh chung một chỗ, thẳng hoành lần lượt thay nhau. Tựa như ma không giống ma. Tựa như Phật không giống Phật, giống như Phật và ma kết hợp với nhau. Hồn điện cường giả cao mày,
Diệp Thần cho bọn hắn cảm giác chân thực quá cổ quái. Cả người khí tức thần thánh và tà ác hơi thở, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, không có một tia một hào tỉ vết nào. Theo lý mà nói, cái này hai cổ đứng đầu năng lượng, đều là nước lửa không dung tồn tại. Quả nhiên xem Diệp Thần như vậy yêu nghiệt lại không thể đủ dùng lẽ thường để hình dung. Giết! Hồn điện cường giả sát tâm đậm đà, bóng người mau như tia chớp, hướng Diệp Thần xông tới. Năm đạo khí tức mạnh mẽ, xen lẫn gió lớn cuốn tới, Diệp Thần một cặp mắt mâu chặt nhìn chằm chằm. Ở bọn họ xông lên lúc tới, Diệp Thần sau lưng xông ra Kỳ Lân và Bạch Hổ hư ảnh. Hai đạo hung thú hư ảnh, phát ra tức giận gầm thét, đảo mắt bây giờ liền xông tới. Vèo vèo vèo. Ở chúng xông tới thời điểm, Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm, cua múa ra, bất hủ kiếm ý hơi thở biến dạng không gian. Đưa tới từng trận chập chờn, toàn bộ không gian truyền tới rung động, cực hạn mũi nhọn, khoảnh khắc bây giờ liền xông ra. Kiếm khí càn quét giống như thần long diệt thế. Không gian truyền tới cực kỳ không ổn định chập chờn, ma khí và bất hủ thần thể kim quang, xen lẫn ở kiếm khí bên trong. Hơn nữa, một đạo giới vực bỗng nhiên tạo thành. Cái này trình độ cao nhất sát ý nơi cấu trúc giới vực bên trong, Diệp Thần, liền tựa như có bao trùm hết thảy lực lượng. Mượn giết liền giới vực, Diệp Thần có thể miễn cưỡng thi triển ra xu hướng tại chân chính Trảm Thiên Nhất Kiếm thần thông. Mặc dù xa không đạt tới, Trảm Thiên Nhất Kiếm uy lực, nhưng là đủ vượt biên giới chém chết. Xiết lực lượng, bơm vào tại một kiếm này bên trong, một kiếm này chém ra ngay tức thì, giới vực bên trong vạn vật, trừ Diệp Thần tự thân trở ra, tựa như, cũng mất đi. Trảm Thiên Nhất Kiếm. Đâm. Năm tên hồn điện cường giả nhướng mày một cái. Diễn cảm cực kỳ cổ quái. Bởi vì ngay mới vừa rồi, tựa hồ là giới vực lực. Nhưng là hợp đạo cảnh võ giả làm sao có thể thi triển ra giới vực. Cổ quái, quá cổ quái. Trong đó một người tinh khiếu cảnh cường giả, trong tay hàn thương đâm ra, thương xuất như long, tựa như thấy một cái băng long gầm thét. Gầm thét bây giờ và kiếm khí lẫn nhau tiếp xúc, một cái hư ảo băng long, từ hắn đầu lâu xuyên thấu thân thể, chớp mắt bây giờ liền bể tan tành. Tại bể tan tành trong nháy mắt, sát ý đạp chết đi. Oanh oanh oanh. Mấy đạo nặng nề tiếng vang, truyền tới nổ tiếng rên âm, một người hồn điện cường giả hôi đầu hôi kiểm từ nổ phạm vi chạy đến. Thời khắc này hắn ngược lại là có một ít chật vật không chịu nổi, hình dáng mặc dù có một ít thê thảm, bất quá cũng không có quá lớn thương thế. Chỉ bất quá hắn nhìn Diệp Thần bóng người lửa giận ngút trời, hận không được xé nát. Hắn một vị tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả, lại bị một người hợp đạo cảnh làm như vậy chật vật. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối mặt 5 người, hắn Trảm Thiên Nhất Kiếm đều khó thi triển. Không nghĩ nhiều nữa, hắn cả người bóng người, giống như quỷ mị vậy, đột nhiên đi tới tên kia hồn điện cường giả bên người. Tên kia hồn điện cường giả thấy Diệp Thần tàn ảnh xông lại, khóe miệng toát ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Nếu như Diệp Thần chạy trốn cũng được đi, bây giờ lại không biết sống chết xông lại. Hắn nụ cười trên mặt chớp mắt rồi biến mất. Khi thấy Diệp Thần trong tay thời không chi binh, cả người tiếng cười hơi ngừng. Thân là Diệp Thần tử đối đầu, tự nhiên biết hắn thủ đoạn. Hắn trong đầu chỉ cảm thấy ông tác hưởng, lại cũng không dám có bất kỳ do dự, xoay người chạy. Hắn tốc độ mặc dù đủ mau, bất quá cuối cùng vẫn là chậm một bước. Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp xông tới, trong tay nắm những cái kia thời không chi binh ném ra ngoài. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa âm, toàn bộ cung điện đều bị nổ mở một cái lỗ thủng. Cung điện không ngừng sụp đổ, Diệp Thần hướng phía trước nhìn một cái, phát hiện tên kia tinh khiếu cảnh cường giả, vết thương chồng chất, đã bị thương không nhỏ thế. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Đây chính là Diệp Thần ý tưởng, ở hắn xông tới ngay tức thì, sau lưng 4 tên tinh khiếu cảnh cường giả không ngừng theo sát. Phía sau 4 tên tinh khiếu cảnh cường giả một mực đi theo. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Thần cũng không quản được như vậy nhiều. Hắn bây giờ phải mau sớm giải quyết hết một người. Đến lúc đó hắn áp lực, sẽ giảm thiểu rất nhiều, mới có một tia phần thắng. Mới vừa rồi liên tiếp công kích, chính là vì tìm một tia đột phá cơ hội. Bây giờ tìm đến cơ hội, tuyệt đối không thể buông tay. Tên kia tinh khiếu cảnh cường giả nghiêng đầu nhìn một cái,
phát hiện Diệp Thần còn ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Trong nội tâm của hắn mặt xuất hiện một chút sợ hãi. Bây giờ Diệp Thần giống như một cái sát thần, để cho hắn run sợ trong lòng. Hắn một cái tinh khiếu cảnh đại năng, lại sợ một người hợp đạo cảnh võ giả, nói ra chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Diệp Thần ở hắn phía sau, trong tay thú hủ kiếm nâng lên. Ở thú hủ kiếm mang lúc thức dậy, bất hủ kiếm ý hơi thở, để cho tên kia tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả, giật mình. Quay đầu vừa thấy, phát hiện một đạo kiếm quang bén nhọn đã đập vào mặt. Kiếm tốc độ của ánh sáng đạt tới một cái trình độ cao nhất, khoảnh khắc bây giờ liền vọt tới hắn bên người. Cách hắn thân thể chỉ còn lại 30cm thời điểm. Sau lưng mũi nhọn giống như từng cây một gai nhọn, không ngừng đánh vào hắn thân thể. Đã không có biện pháp né tránh, tên kia hồn điện cường giả, dừng bước, hắn chung quanh thân thể quấn vòng quanh màu đen hơi thở. Những thứ này màu đen hơi thở, ngừng tụ chung một chỗ, không ngừng quấn quanh, tạo thành một đạo khôi giáp hư ảnh. Oanh! Diệp Thần một kiếm công kích ở hắn trên khôi giáp mặt. Rắc rắc! Khôi giáp không ngừng xuất hiện vết rách, tên kia tinh khiếu cảnh cường giả, thừa nhận sức trùng kích to lớn, cả người bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc suy! Một búng máu từ hắn trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt dần dần đổi được trắng bệch, bất quá bỏ mặc như thế nào, cuối cùng là giữ được một cái mạng. Diệp Thần cau mày, tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả, quả nhiên không dễ dàng đánh chết. Nhất kích không có giết chết, hắn đã mất đi cao nhất cơ hội, dẫu sao ở sau lưng, bốn tên hồn điện cường giả mắt lom lom. Vèo vèo vèo. Đây là, từng đạo phi tiêu phá không tới, xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Vừa nghiêng đầu, thú hủ kiếm đón đỡ ở hai ba cái phi tiêu, lực đạo để cho hắn không nhịn được lui về phía sau hai bước. Ở hắn sau lưng bốn tên hồn điện cường giả đi tới Diệp Thần bên người, trong đó một người cường giả, đi tới bị thương hồn điện võ giả trước mặt. Bọn họ năm cái người cũng không nghĩ tới, ngay mới vừa rồi, Diệp Thần thiếu chút nữa muốn đánh chết một người. Diệp Thần bây giờ biểu hiện ra thiên phú càng ngày càng nghịch thiên, vậy để cho bọn họ sát tâm, càng ngày càng nồng đậm. Nếu như mặc cho hắn trưởng thành tiếp mà nói, đến lúc đó hồn điện tiêu diệt cũng không phải không thể nào. Nếu như chờ đợi Diệp Thần đột phá đến tinh khiếu cảnh, đến lúc đó hồn điện cường giả ai vẫn có thể đánh chết hắn. Nhất định phải đem thằng nhóc này bóp chết ở nôi bên trong. Oanh, oanh, oanh. Trong đó một người hồn điện cường giả theo xem bị thương võ giả, ngoài ra ba tên hồn điện cường giả, bỗng nhiên ra tay. Lần này ra tay, bọn họ lại nữa có bất kỳ cất giữ. Kiếm khí, ánh đao, ở Diệp Thần phía trên đỉnh đầu hội tụ, xen lẫn uy áp kinh khủng. Chung quanh hết thảy đều bị kiếm khí và ánh đao biến dạng thành phấn vụn. Hơi thở không ngừng nghiền ép, nhưng mà Diệp Thần trên thân thể mặt, bất hủ thần thể kim quang hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vô cùng vô tận ma khí. Diệp Thần hẳn phải chết. Mấy vị kia hồn điện tinh khiếu cường giả khóe miệng lộ ra người thắng vui sướng. Tiểu súc sinh, ban đầu ngươi thần vương cảnh liền đem hồn điện phân đà hủy diệt, bây giờ ngươi cũng hợp đạo cảnh tầng 9 ngày, thực lực cổ quái như vậy, nếu như ngươi bước vào tạo hóa cảnh, sợ là chúng ta mấy người liên hiệp đều không cách nào đánh chết ngươi. Bất quá, nếu như ta không đoán sai, ngươi linh lực trong cơ thể không có bao nhiêu đi. Mới vừa rồi ngươi hẳn vận dụng bí pháp gì? Nhưng là bí pháp cuối cùng là bí pháp, người vẫn là phải chết. Ha ha! Mấy đạo trình độ cao nhất sát ý lạnh như băng nhất kích giống như một đầu ác thú hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Diệp Thần con người đông lại một cái, kiểm tra một chút đan điền linh lực, mặt mũi lạnh lùng. Một mực mở một số huyết mạch, quá mức tổn hao. Hợp đạo cảnh cuối cùng không thể và xích trần thần mạch kết hợp, phải cố gắng đột phá đến vận may mới được. Thần mạch quá mức nghịch thiên, mà bây giờ tu vi, không thể nghi ngờ là phí của trời, không cách nào phát huy xích trần thần mạch và luân hồi huyền bia lực lượng chân chính. Bất quá hắn cũng không khả năng ngồi chờ chết. Lục đạo kiếm thần phong thanh dương ngắn như vậy thời gian khẳng định không thể nào ra tay. Chỉ có thể dựa vào mình. Diệp Thần nắm chặt thú hủ kiếm, vừa mới chuẩn bị ra tay, hắn phát hiện quanh thân ma khí lại có thể càng ngày càng nhiều. Hơn nữa. Mi tâm đau nhói cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Đây là ác ma mắt thức tỉnh. Ma đế. Ác ma mắt, ngươi không phải ngủ say sao?
Diệp Thần kinh ngạc nói. Cố Nhiên ngủ say, nhưng là nơi này có ít thứ cầm ta tỉnh lại. Cái này Càn Khôn Sát Vực là linh võ đại lục thần bí nhất mấy chỗ một trong những địa phương, ngược lại có chút ý nghĩa. Từ thời đại thượng cổ, Càn Khôn Sát Vực liền tồn tại, nhiều năm như vậy, linh võ đại lục biến hóa cực lớn, mà Càn Khôn Sát Vực, nhưng là vẫn như vậy. Người muốn tìm vị kia sư tôn, ở chỗ này bị kẹt ở, sợ rằng sau lưng có cực kỳ ý vị sâu xa đồ. Người bây giờ mặc dù bước vào hợp đạo cảnh tầng 9 trời, nhưng là hiển nhiên không vững chắc, đối mặt cái này mấy người liên thủ, người kinh nghiệm không đủ để đối phó. Diệp Thần vui mừng, người phải giúp ta. Ác ma mắt lắc đầu một cái, ta bất quá mới vừa tỉnh lại, không có quá nhiều lực lượng giúp ngươi, dẫu sao ngày đó ở ma đế cố hương đối kháng vậy máu tươi, tổn hao quá nhiều. Bất quá, nơi đây ma khí đậm đà như vậy, ta đây là nghĩ tới một cái thú vị thuật pháp có thể hóa giải nguy cơ mấy phần. Thuật này pháp lấy ma khí là nền tảng, tên là Tu La Dẫn Ma Quyết. Ngươi hãy coi trọng. Một giây kế tiếp, chu vi trăm dặm ma khí cũng hội tụ ở Diệp Thần trước người. Mấy vị kia hồn điện tinh khiếu cường giả bước chân đột nhiên dừng lại, nhiều như vậy ma khí, để cho bọn họ vậy cảm giác được không đúng. Cực kỳ kiềm chế. Đột nhiên, những cái kia ma khí nồng nặc hội tụ ra một đạo vô cùng bát ngát bóng người. Bóng người âm u kinh khủng, thân cao trăm trượng, ma khí ngất trời. Toàn bộ chiến trường thượng cổ tựa hồ cũng bị vô cùng vô tận ma khí cho bao phủ. Bầu trời không có bất kỳ quang minh, chỉ còn lại để cho người sợ hãi hắc ám. Ba tên hồn điện cường giả thấy một màn này, hù được cả kinh thất sắc. Đây chẳng lẽ là ma tộc trong truyền thuyết Cửu U Tu La? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Cửu U Tu La. Lời đồn đãi Cửu U Tu La có ba đầu sáu tay, trời xanh tính cuồng bạo. Tựa như thần không thần. Tựa như ma không ma. Tựa như người không thuộc mình. Cửu U Tu La nắm giữ sát phạt, hết thảy ở trong tay hắn, tất cả là hủy diệt. Giờ khắc này, ba tên hồn điện cường giả bóng người lộ vẻ được dị thường nhỏ bé, tựa như Cửu U Tu La một cước là có thể cầm bọn họ hủy diệt. Ba đôi sát phạt trong mắt nhìn chằm chằm bọn họ, để cho bọn họ ngay tức thì chỉ cảm thấy trong nội tâm nồng đậm sợ hãi. Một người trong đó trước nhất kịp phản ứng, cái này không phải chân chánh Cửu U Tu La, mà là thuật pháp, mau, dùng toàn lực phá hỏng cái này thuật pháp. Thằng nhóc này chân thực tà môn, càng kéo, chúng ta vượt không cách nào khống chế. Chỉ bất quá Diệp Thần cũng sẽ không cho bọn họ suy tính thời gian, ở bọn họ sững sốt thời điểm. Cửu U Tu La bóng người động, hắn mỗi đi một bước, đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái to lớn dấu chân. Hắn bắp đùi cong, giơ chân lên tới, cái này hồn điện cường giả chỉ cảm thấy cả thế giới cũng đổi được tối xuống. Cửu U Tu La hạ xuống, như không thấy máu. Làm sao có thể? Giờ khắc này tựa như ngày tận thế hoàng hôn, suối vàng bầu trời. Oanh! Một cước đi xuống, tinh khiếu cảnh cường giả tốc độ phản ứng không chậm. Trong nội tâm cũng cảm nhận được một cổ to lớn nguy cơ. Ở dưới tình huống này, bọn họ đã không kịp suy nghĩ nhiều, vận dụng nhanh nhất tốc độ thoát đi Cửu U Tu La phạm vi công kích. Một cước đạp hụt, Cửu U Tu La cũng không thèm để ý. Nếu như giết chết tinh khiếu cảnh cường giả như vậy đơn giản, bọn họ một thân tu vi cũng coi là tu đến trên thân chó. Ở Cửu U Tu La sau lưng, sáu cái cánh tay nắm thời không chi binh, một kiếm, một thương. Một đao không ngừng rơi xuống. Oanh oanh oanh. Chung quanh hơi thở cuồng bạo, không ngừng lan tràn, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Ba tên hồn điện cường giả vội vàng bây giờ chỉ có thể né tránh, liền phản đánh cơ hội cũng không có. Ai là giao thất ai là thịt cá, chưa tới một khắc sau cùng, ai cũng nói không chừng. Bản tới chiếu cố bị thương hồn điện cường giả thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể xông tới. Nếu như lại không hỗ trợ, nói không chừng ba tên hồn điện cường giả đều sẽ chết mất. Chu vi ngàn dặm, giống như ngày tận thế, Diệp Thần hơi kinh hãi, hiếu kỳ nói cái này thuật pháp lớn mạnh như vậy. Ác ma mắt khẽ mỉm cười, cái này thuật pháp mấu chốt nhất là ma khí nồng nặc, nhiều như vậy ma khí, kia tốt như vậy gặp phải, trừ phi ngươi đi ma vực. Hơn nữa, cái này thuật pháp không có thể chống đỡ quá lâu. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện Cửu U Tu La hơi thở ở suy giảm sao? Chung quanh ma khí càng ngày càng ít.
ngươi nguy hiểm không có dễ dàng như vậy giải trừ. Ta sở dĩ thi triển, bất quá là muốn dạy ngươi mà thôi. Sau này, ngươi cuối cùng sẽ đi ma vực, nắm giữ một ít ma tộc thủ đoạn, đối với ngươi có chỗ tốt. Cửu U Tu La Quơ múa đi ra ngoài ma khí, không ngừng lan truyền, tạo thành từng cổ một ma gió. Những thứ này ma gió đã trải qua không tiêu tan, phá hủy chiến trường thượng cổ bên trong hết thảy. Âm phong gào thét, tựa như có quỷ hồn ở di động thế gian. Bất quá, Diệp Thần vậy phát hiện hơi thở này ở suy giảm. Những thứ này hồn điện cường giả, đều là tinh khiếu cảnh cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hiển nhiên vậy phát hiện Cửu U Tu La hơi thở không đúng, rất nhanh liền ổn xuống, từng cái bắt đầu phản kích, thậm chí đối với Diệp Thần ra tay. Ở dưới tình huống này, Diệp Thần trạng thái càng ngày càng không tốt, nhưng là hồn điện cường giả cũng không khá hơn chút nào, mỗi một người đều bị không nhẹ thương thế. Hồn điện năm tên cường giả, làm sao vậy không nghĩ tới, một con kiến hôi, cầm bọn họ làm được như vậy chật vật. Chỉ bất quá bọn họ bây giờ vậy không rảnh suy nghĩ nhiều, phải mau sớm giải quyết Diệp Thần. Cũng không ai biết, Diệp Thần vẫn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là bọn họ đã không có thời gian, lại tiếp tục lãng phí đi xuống, hơn nữa vạn nhất Diệp Thần còn có cái gì đừng thủ đoạn, nói không chừng bọn họ năm tên cường giả, thật sự có thể chết ở Diệp Thần trong tay. Nghĩ đến đây, bọn họ đối với Diệp Thần nhận biết lại lên tới một cái trình độ. Lần này nhất định phải giết chết Diệp Thần, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Diệp Thần sâu đậm thở ra một hơi, hắn trên thân thể mặt, đã không biết xuất hiện nhiều ít vết thương lớn nhỏ. Bây giờ năm tên hồn điện cường giả một cái cũng không có giải quyết, đối với hắn mà nói là một cái đặc biệt tin tức xấu. Nếu như lại tiếp tục như vậy mà nói, hắn có thể sẽ chết. Dẫu sao thời gian kéo dài càng lâu, đối với chính hắn càng bất lợi. Hắn bây giờ nhất định phải nghĩ một cái biện pháp giải quyết, Diệp Thần nhìn bốn tên hồn điện cường giả, bên trong đôi mắt lóe hàn quang. Đây là hắn bước ra nhịp bước, cả người trực tiếp xông tới. Làm hắn xông tới thời điểm, trong tay không biết cầm ra bao nhiêu thời không chi binh. Làm hồn điện cường giả thấy Diệp Thần xông lại, cau mày, bản năng muốn né tránh, bất quá thời gian đã không kịp. Vào giờ khắc này, Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ngàn binh bạo. Hồn điện cường giả nghe gặp Diệp Thần thanh âm, cả người đều ở đây nhẫn không ngừng run rẩy. Cái này Diệp Thần điên rồi phải không? Nổ như thế nhiều thời không chi binh. Không chỉ bọn họ phải bị thương, Diệp Thần vậy sẽ xảy ra vấn đề à? Hiện ở tất cả mọi người khoảng cách, đều ở đây ngàn binh bạo nổ trong phạm vi mặt. Bọn họ ý tưởng thoáng qua rồi biến mất, chỉ cảm thấy toàn bộ lỗ tai đều nghe không gặp bất kỳ thanh âm. Oanh! Ở bọn họ thân thể làm trung tâm, chung quanh ngay tức thì nổ, chu vi 5 km bất kỳ tồn tại, tất cả là hủy diệt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, truyền tới một hồi thanh âm. Khụ khụ khụ! Cái này người điên! Một người hồn điện cường giả chật vật đứng lên, thời khắc này thương thế hắn nghiêm trọng, cả người trên dưới cũng chảy máu loãng. Ngẩng đầu nhìn một mắt bốn phía, phát hiện toàn bộ chung quanh không có một ngọn cỏ, không có một tia hơi thở. Lục tục, bốn tên hồn điện cường giả chật vật bò dậy, mỗi người bọn họ đều bị thương thế nghiêm trọng, sợ rằng không có 10 ngày nửa tháng điều dưỡng, thân thể khôi phục không tới. Diệp Thần tên tiểu tạp chủng kia, còn sống không? Trong đó một người tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả mở miệng hỏi, bọn họ nhìn một cái bốn phía, có phát hiện không Diệp Thần bóng người? Hẳn bị nổ bụi đất cũng không còn chứ. Ngoài ra một người hồn điện cường giả, trong miệng truyền tới cười nhạt. Mới vừa rồi nổ tổn thương, bọn họ cũng lộ vẻ chút không có chống nổi. Diệp Thần cảnh giới bày ở nơi đó, tóm lại là một người hợp đạo cảnh, làm sao có thể còn sống. Làm hắn lời nói xong, trong nháy mắt bị đánh mặt, ở phía xa, một người bóng người đứng lên. Hắn trên mình không có một nơi hoàn hảo địa phương, thú hủ kiếm cắm trên mặt rất. Mặc dù hơi thở yếu ớt, bất quá nhưng còn sống. Đáng chết, Diệp Thần tên tiểu xúc sinh này còn chưa có chết. Thấy Diệp Thần bóng người, bọn họ chỉ cảm thấy đầu mình đều lớn. Đây rốt cuộc quái vật từ đâu tới, chịu đựng như vậy nổ, còn có thể sống sót. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện năm tên hồn điện cường giả còn sống, lộ ra hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười.
hắn trên đầu sợi tóc nhỏ máu loáng, nhỏ xuống ở trên trán mặt, theo gò má rơi trên mặt đất. Trong miệng toàn bộ đều là máu loáng, hai bên gò má hiện đầy vết thương. Không thể không nói, Diệp Thần ở như vậy nổ tổn thương bên trong, có thể sống sót, may mà bất hủ thần thể. Hắn đã không có đầy đủ linh lực đi kích hoạt xích trần thần mạch. Diệp Thần nhìn hồn điện cường giả, bên trong đôi mắt không có bất kỳ thần sắc sợ hãi. Hắn rõ ràng, bây giờ huy động liên tục kiếm khí lực cũng sắp không có, bất quá một hơi thở thượng thích chữ liền sẽ không dễ dàng ngã xuống. Dù là chết, cũng phải quơ múa ra cuối cùng một kiếm. Bốn tên hồn điện cường giả liếc nhìn nhau, bọn họ trạng thái bây giờ, cũng không tốt hơn chỗ nào, chỉ bất quá so Diệp Thần tốt ném một cái ném mà thôi. Bọn họ cũng có thể phát giác ra được, Diệp Thần bây giờ thương thế rất nặng, chỉ bất quá bọn họ không dám đi đánh cuộc. Ai biết Diệp Thần bây giờ còn có không khác biệt lá bài tẩy. Bọn họ bây giờ phải cẩn thận một chút. Chân thực không được, mọi người vận dụng bí thuật chứ. Trong đó một người hồn điện cường giả trực tiếp mở miệng, ở bọn họ hồn điện có một cái hợp kích trận pháp. Chỉ cần bốn người là có thể bày trận, mượn trận pháp lực lượng, đánh giết Diệp Thần. Còn lại ba tên cường giả nhỏ nhẹ gật đầu, bọn họ không muốn lấy thân phạm hiểm, chỉ có thể lợi dụng trận pháp tới giết chết Diệp Thần. Quyết định chủ ý, bốn người trực tiếp vào tới Diệp Thần bên người, ngón tay bắt pháp quyết. Diệp Thần thấy một màn này, chật vật nâng lên thú hủ kiếm, hắn thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, cắn răng một cái, quyết định quơ múa ra cuối cùng một kiếm. Nhưng mà bốn tên hồn điện cường giả, cũng không có công kích Diệp Thần. Chỉ là đứng ở bốn cái phương vị. Diệp Thần thấy bọn họ cẩn thận thái độ, khóe miệng toát ra một tia giễu cợt nụ cười. Lúc nào tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả vậy biết sợ một người hợp đạo cảnh võ giả. Vậy mấy tên hồn điện cường giả đưa tay ra, từng luồng hắc khí từ bàn tay của bọn họ bên trong nhô ra. Những hắc khí này lan truyền ở Diệp Thần chung quanh, cầm hắn cả người vây quanh vòng tròn. Làm xong hết thảy các thứ này, bọn họ phá vỡ ngón tay, gạt bỏ một giọt máu tươi. Tinh khiếu cảnh cường giả một giọt máu tươi là có thể trong nháy mắt giết hỗn nguyên cảnh. Bốn tích máu tươi sừng sững trên không trung, truyền tới hàng loạt chập chờn. Ở loại ba động này dưới tình huống, toàn bộ chung quanh không gian cũng trở nên có chút không ổn định. Bốn tích máu tươi ở cùng thời khắc đó, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Diệp Thần đứng tại chỗ một hơi một tí. Hắn đang suy nghĩ như thế nào có thể đủ chạy trốn. Không tới một khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể nào buông tha. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt bốn phía, phát bây giờ cách hắn 1000 mét chỗ, có một cái vực sâu. Mặc dù không biết vách đá phía dưới có cái gì, bất quá đây là hắn duy nhất một lần có thể sống cơ hội. Hồn điện cường giả trận pháp đã bắt đầu dần dần tạo thành, ở Diệp Thần phía trên đỉnh đầu, thậm chí xuất hiện từng đạo sấm sét. Mây đen dày đặc, chỉ cần trận pháp hoàn thành một khắc kia, sấm sét sẽ ầm ầm hạ xuống. Diệp Thần cầm chặt thú hủ kiếm, bây giờ trận pháp còn chưa hoàn thành, còn có một chút yếu địa phương. Hắn chật vật nâng lên thú hủ kiếm, bất hủ kiếm ý bùng nổ, cưỡng ép chịu đựng thân thể đau đớn kịch liệt. Hắn vốn là mau phải từ từ khép lại vết thương, một lần nữa sụp đổ. Máu loãng không lấy tiền tựa như chảy xuống. Thời khắc này Diệp Thần đã biến thành một cái người máu, bất quá bây giờ đã không quản được như thế nhiều. Oanh! Một kiếm rơi xuống, vốn là sắp hình thành đại trận, xuất hiện một cái lỗ hổng. Diệp Thần trong miệng một búng máu phun ra ngoài, vốn là mặt tái nhợt gò má, hơn nữa không có màu máu. Hồn điện cường giả thấy một màn này, nhất thời có một loại dự cảm xấu. Muốn ngăn cản Diệp Thần, bất quá bây giờ đã quá muộn. Diệp Thần lau sạch khóe miệng máu loáng, chật vật bước ra nhịp bước xông ra. Ở hắn xông ra một khắc kia, bốn tên hồn điện cường giả không ngừng theo sát. Giờ phút này hắn tốc độ mặc dù có chút chậm, bất quá phía sau hồn điện cường giả cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ vốn là bị thương thế trong người, lại bước ra máu tươi, chỉ sẽ để cho bọn họ thương thế, đổi được càng nghiêm trọng hơn. Diệp Thần trong mắt càng ngày càng mơ hồ. Bất quá hắn không thể ngã xuống, khoảng cách 1000 mét chỉ còn lại 300 mét. 300 mét đối với hắn mà nói, chỉ bất quá ba hơi thở thời gian. Bốn tên hồn điện cường giả thấy Diệp Thần phương hướng trốn chạy, nhướng mày một cái.
cái đó dưới vách đá mới là cấm kỵ. Diệp Thần cũng không biết, nhưng là đối với hắn mà nói, nhảy vào vách đá còn có một đường sinh cơ, không nhảy mà nói, liền sau cùng một đường sinh cơ cũng không có. Đi tới bên cạnh vách đá, Diệp Thần lảo đảo lắc lư nhảy xuống. Làm hắn nhảy xuống trong nháy mắt, cả người nhắm mắt lại, hoàn toàn đã hôn mê. Chuyện kế tiếp, hết thảy chỉ có thể mặc cho số phận. Nhưng mà, Diệp Thần không có nghe gặp, hắn ấn đường truyền đến một giọng nói, có ý tứ, ta không có để kỳ ngươi đi nơi đó, ngươi mình ngược lại là đi. Ta mới vừa rồi quên và ngươi nói, phía dưới kia chính là thức tỉnh ta lớn nhất nguyên do. Xem ra, ngươi và ma duyên phận xa không có ta muốn như thế đơn giản. Thanh âm biến mất. Một phiến hắc ám. Đó là càn khôn sát vực vực sâu. Không người dám đụng chạm vực sâu. Mấy tên hồn điện cường giả đi tới bên trên vách đá, nhìn một cái phần đáy, trong tròng mắt thoáng qua sợ hãi sâu đậm. Tên tiểu xúc sinh này nếu đã nhảy vào càn khôn sát vực cửu u chi biển, chúng ta hay là đi thôi. Trong đó một người hồn điện cường giả, nói đến cửu u chi biển thời điểm, thân thể không nhịn được run rẩy một chút. Đối với bọn họ mà nói cửu u chi biển chính là một cái cấm kỵ, chỉ cần nhảy xuống, không có một người có thể sống đi ra. Dù là bọn họ tinh khiếu cảnh nhảy vào bên trong cũng là 10 phần chết chắc, không có bất kỳ sống sót cơ hội có thể nói. Còn lại ba tên hồn điện cường giả nhẹ khẽ gật đầu, dù là nhìn một cái phía dưới, liền cảm nhận được vô cùng vô tận sợ hãi. Diệp Thần nhảy vào cửu u chi trong biển, ở trong mắt của bọn họ cũng đã là một người chết. Nếu Diệp Thần đã tử vong, bọn họ cũng chỉ không để ở trong lòng. Một cái võ giả thiên phú lại nghịch thiên lại có tác dụng gì? Chỉ phải chết một khắc kia, hết thảy hoàn toàn tan thành mây khói. Đi thôi, đi quan tài đá, cái đó thí nghiệm còn chưa hoàn thành. Điện chủ lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Diệp Thần không biết rơi xuống dài hơn thời gian, chỉ cảm thấy thân thể truyền tới đau đớn kịch liệt. Những đau đớn này tạm thời để cho hắn khôi phục một chút thần trí, nhìn một cái bốn phía. Phát hiện toàn bộ đều là màu đen ma khí, những thứ này ma khí đã hóa thực, tạo thành một phiến mênh mông biển khơi. Ở Diệp Thần chung quanh, từ hắn rơi xuống một khắc kia, vô số ma khí phun trào, xông về hắn trong thân thể. Những thứ này ma khí tựa hồ chuẩn bị chiếm đoạt Diệp Thần. À! Diệp Thần thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người một lần nữa rơi vào hôn mê bên trong. Làm hắn hôn mê sau này, ở bên cạnh hắn, xuất hiện 20 đầu cuồng bạo ma thú. Những ma thú này vốn là yêu thú, bất quá bị trong này ma khí bị nhiễm, hoàn toàn biến thành ma thú. Những ma thú này nhìn Diệp Thần, từng cái bên trong đôi mắt, bốc lên phát ra sạch bóng. Trong đó một con ma hổ đi tới Diệp Thần bên cạnh, trong miệng nước miếng cũng sắp chảy xuống. Bọn họ đã không biết thời gian bao lâu không có chiếm đoạt qua tộc người máu thịt. Ma hổ nâng lên chân trước, móng vuốt sắc bén, tản ra sắc bén, muốn phải thật tốt hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, Diệp Thần ấn đường đột nhiên bây giờ xuất hiện một đạo ánh sáng. Ác ma mắt mở. Ác ma mắt lại bắt đầu điên cuồng hấp thu ma khí. Lấy Diệp Thần làm trung tâm. Chung quanh ma khí, tạo thành một cổ gió lốc, không ngừng tiến vào mi trong lòng. Làm những thứ này ma khí không ngừng xông vào Diệp Thần trong thân thể thời điểm, ác ma mắt hội tụ đi ra ngoài năng lượng, không ngừng tạo thành một bóng người. Bóng người từ từ hiện ra toát ra một cái hư ảnh. Hư ảnh bảo vệ ở Diệp Thần bên người, nhìn một cái bốn phía ma khí. Cút! Một chữ khạc ra, những ma thú này đồng loạt khạc ra một búng máu. Một chữ oai, khủng bố như vậy. Phải biết, những ma thú này nhưng mà tinh khiếu cảnh thực lực, ước chừng phun ra một chữ, là có thể để cho những ma thú này hộc máu. Cái này còn là hư ảnh, nếu như là chân chánh bản thể, sẽ cường đại bao nhiêu? Ma thú chật vật đứng lên, nhìn một cái hư ảnh lại con người co rút nhanh, cả người cũng ở run rẩy không ngừng. Cái này, đây là... Những ma thú này quỳ xuống ở trung niên hư ảnh bên cạnh. Từng cái không dám ngẩng đầu. Hư ảnh nhìn một cái những ma thú này, chậm rãi mở miệng nói, đi hái tập hợp suối vàng ma nước, vạn năm linh ma cỏ, viêm ma thạch. Hư ảnh tiếng nói vừa dứt, những ma thú này từng cái rời đi, bọn họ cũng sớm đã mở linh trí, tự nhiên biết những thứ này. Ma thú sau khi rời đi,
Hư ảnh nhìn một cái hôn mê Diệp Thần, ngẩng đầu nhìn một mắt cửu u chi biển phía trước. Phúc họa tương theo, thằng nhóc, xem ra ngươi nhất định phải thừa kế ta ma đế y bát. Ma đế sau khi nói xong, lại nữa lời nói. Thời gian trôi qua hai ngày, vốn là biến mất ma thú từng cái trở về, bọn họ trong tay cầm thứ này, đúng lúc là vạn năm linh ma cỏ những thứ này. Ma thú nhìn ma đế, phảng phất là thành kính nhất giáo đồ như nhau. Ma đế cầm những thứ này cầm trong tay, con ngươi đảo qua, vốn là dừng lại ma thú sợ hãi rời đi. Những thứ này, là hắn đặc biệt vì cho Diệp Thần chế tạo ma khu dùng. Mặc dù Diệp Thần đã có bất hủ thần thể, bất quá hai người bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn. Nếu muốn chân chính bước vào ma đạo, Diệp Thần chỉ có bất hủ thần thể không thể được. Bất hủ thần thể chủ yếu nhằm vào Diệp Thần máu thịt và máu, nhưng mà ma khu không cùng, nhằm vào hắn ma đạo. Ma khu một khi tạo thành, Diệp Thần nhập ma sau này sẽ thành được càng cường đại hơn. Có thể tưởng tượng được, hai người tổ hợp chung một chỗ, Diệp Thần thân xác sẽ đạt tới một cái kinh khủng dường nào cao độ. Ma đế ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần, lẩm bẩm nói, thằng nhóc, người ta gặp nhau chính là duyên phận. Ở ta lên đỉnh linh vũ lúc đó, ta chưa từng nghĩ tới ta sẽ cùng người khác có bất kỳ bất hòa. Cái này thế gian nhân quả không đoán ra. Ngươi ở Côn Lôn hư lấy được vậy ma châu, liền đại biểu ngươi ta giữa bởi vì. Còn như quả, chính là chúng ta chung nhau chống lại tồn tại. Ma đạo nhất định là cô độc nói, tuyệt tình nói, giết hại nói. Nhưng mà, ma đạo còn có ôn tình, còn có lớn nghĩa. Đoạn này thời gian, ta một mực ở xem xét ngươi. Ta từ trên mình ngươi thấy được ta năm đó bóng dáng. Rất tốt. Thậm chí, ta cảm thấy, ngươi so ta thích hợp hơn ma. Là ma, muốn không câu chấp, muốn ngược dòng lên, hy vọng ngươi không phải để cho ta thất vọng. Giờ khắc này, ma đế cảm khái muôn vàn. Chuyện cũ không ngừng hiện lên. Bắt đầu đi. Nói xong, ma đế ngón tay bắt pháp quyết, cuồn cuộn ma khí bao quanh Diệp Thần. Ma khí uyển như lưỡi đao trực tiếp thấm vào đến Diệp Thần ra, xương tủy. Nhưng mà, rất nhanh, Diệp Thần bề mặt xông ra một đạo ánh sáng, bảo vệ Diệp Thần. Bất hủ thần thể ở ngăn trở ma khí tiến vào. Thằng nhóc, ta biết ngươi có thể nghe được, buông lỏng, cái này rất mấu chốt. Hôn mê Diệp Thần, hơi khẽ cau mày, tựa hồ nghe được ma đế nói tiếng nói, bất hủ thần thể ánh sáng thối lui. Mặc cho ma khí chiếm đoạt toàn bộ thân thể. Diệp Thần quanh thân truyền tới đùng đùng tiếng vang, giống như căn cốt gãy hết vậy. Quá trình này cực kỳ thống khổ, bất quá thật may Diệp Thần đã hôn mê, cũng không có cảm giác được quá lớn đau đớn. Mỗi một lần, ma đế cũng sẽ vừa đúng lúc, sẽ không làm thương tổn đến Diệp Thần căn nguyên. Đây là một cái cực kỳ khảo nghiệm tâm thần và quá trình khá dài, dù là ma đế vậy dùng một ngày thời gian. Tiếp theo hắn cần đem viêm ma thạch dung vào Diệp Thần thân thể. Để cho Diệp Thần và viêm ma thạch hòa làm một thể. Sau đó, hơn nữa vạn năm linh ma cỏ chất lỏng. Bây giờ Diệp Thần, da trên xuất hiện từng đạo màu đen cổ quái đường vân. Đây là trong truyền thuyết ma văn. Đây cũng là ma đạo bắt đầu. Hơn nữa, Diệp Thần quanh thân ma khí càng ngày càng nồng đậm. Cái này cửu u chi biển, tựa như cực kỳ tiếp nhận bây giờ Diệp Thần. Cuối cùng, suối vàng ma giọt nước rơi vào Diệp Thần ngũ tạng lục phủ bên trong. Quá trình này mặc dù đơn giản, bất quá mang tới đau đớn nhưng là gấp vạn lần. Ngũ tạng lục phủ muốn cùng suối vàng ma nước dung hợp, quá trình này bên trong, không thể có bất kỳ không may. Chỉ phải xuất hiện một chút vấn đề, Diệp Thần cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có ma đế ở đây, loại chuyện này tự nhiên không thể nào phát sinh. Hết thảy toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng sau này, ma đế yên lặng theo dõi kỳ biến, trải qua 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Diệp Thần cuối cùng từ hôn mê bên trong tỉnh hồn lại, làm hắn lúc tỉnh lại, liếc mắt liền phát hiện tự thân thân thể biến hóa. Làm hắn ngẩng đầu một cái thấy ma đế thời điểm, nhướng mày một cái, ác ma mắt, ngươi làm sao sẽ xảy ra tới. Ma đế cười một tiếng, cầm Diệp Thần hôn mê sau sự việc nói một lần. Làm Diệp Thần biết tự thân ma khu sau này, cảm kích nhìn một cái ma đế, cái này không khác nào ân tái tạo. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi nói làm cho ngươi thức tỉnh nguyên do. Diệp Thần nhìn một cái chung quanh,
hiếu kỳ nói. Ma đế gật đầu một cái, nơi đây tên là Cửu U Chi Biển. Cửu U Chi Biển, đã từng thuộc về ma vực. Còn như tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ là năm đó ma vực vậy trận tai họa lớn, không gian chảy loạn. Bất quá cái này càn khôn sát vực thật không đơn giản. Diệp Thần nghe đến chỗ này, chân mày cau lại, từ càn khôn tộc bích họa tới xem, hắn liền phát hiện nơi này không bình thường. Ác ma mắt, ngươi có biết băng kiếm tiên tôn khốn ở nơi nào? Ma đế sâu đậm nhìn một cái chung quanh, nói chuyện này không gấp, nếu đi tới Cửu U Chi Biển, có một số việc chúng ta phải làm. Ma khu chẳng qua là bắt đầu. Cái này chỉ bất quá một cái nho nhỏ cơ duyên, chân chính cơ duyên cũng không ở nơi này, ngươi đi theo ta. Ma đế sau khi nói xong, mang Diệp Thần, hướng phía trước phi hành. Diệp Thần theo sát phía sau. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cảm giác được ma khí càng ngày càng nồng đậm, cũng trở nên càng ngày càng khủng bố. Hắn phát hiện chung quanh hết thảy hoàn toàn thay đổi. Thoáng như đưa thân vào ảo cảnh bên trong. Mà đây phiến hoàn cảnh lại là dù sao cũng người hài cốt. Bạch cốt lui lui. Màu máu đầy trời. Nơi này phảng phất là thế gian nơi cực âm vô tận vực sâu. Cương gió cuồng vũ, màu máu ngưng động, tiếng quỷ khóc sói tru đến từ chỗ sâu nhất. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được từng tia thương ý. Thương ý như rồng, đâm lộ ra Diệp Thần thân thể, muốn ngăn cản hắn tiếp tục đến gần. Diệp Thần cũng không có ngăn cản thương ý xuyên thấu hắn thân thể, ngược lại lợi dụng chung quanh thương ý tới cảm ngộ. Rất nhanh, Diệp Thần cảm giác được cái gì, hắn hướng luân hồi mộ địa đảo qua. Phát hiện một đạo Trần Phong nhiều năm trường thương đung đưa. Thương này là ban đầu ở Côn Lôn Hư Diệp Lăng Thiên gia tộc bí mật. Cửu U Thí Thiên Thương. Chính là ở chỗ này trong thương, Diệp Thần thấy được một vị nhập ma người. Người này ma người, chính là mình. Ma đế rốt cuộc muốn mang hắn đi nơi nào? Vì sao lúc này đã từng là Cửu U Thí Thiên Thương sẽ chấn động? Giống như, rất kích động. Ngươi xem phía trước. Diệp Thần một mực ở cảm ngộ thương ý, bất chi bất giác đã lại đi 2 giờ. Nếu như không phải là ma đế mở miệng, hắn sợ rằng vẫn còn tiếp tục cảm ngộ. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, cả người ánh mắt đổi được nóng bỏng. Ở phía trên vách tường, một cán trường thương cắm vào trong vách đá. Thân thương thông màu đen, truyền tới ác liệt thương ý, đầu thương vẻ hàn quang, tựa như Cửu U Chi Hồn. Thân thương dài cỡ 3 mét, mặc dù toàn thân màu đen, nhưng là Diệp Thần có thể từ thân thương thấy mình bóng dáng. Chung quanh hủy thiên diệt địa hơi thở, từ dài trên thân thương truyền tới. Diệp Thần cẩn thận nhìn chằm chằm, phát hiện trường thương trên đó viết 5 cái thật nhỏ cổ xưa chữ viết, Chu Thiên Thần Ma Thương. Bất quá, Diệp Thần mơ hồ cảm thấy, cái này thương và Cửu U Thí Thiên Thương, rất giống. Thậm chí hơi thở cũng có chút nhất trí. Đây mới là ngươi chân chính cơ duyên, bất quá muốn lấy được, còn cần ngươi tự đi lấy. Ma đế tiếng nói vừa dứt, liền nhìn Diệp Thần. Diệp Thần trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định, Chu Thiên Thần Ma Thương hắn nhất định phải đạt được. Như cơ duyên này làm sao có thể dễ dàng buông tha. Diệp Thần nhấc chân lên, mới vừa đi 5 bước, đột nhiên bây giờ vô số thương ý, điên cuồng cuốn tới. Chu Thiên Thần Ma Thương bản thân đã có nhất định linh trí, hắn chủ nhân phải yêu nghiệt vô song, mới có thể có được công nhận của hắn. Ở Chu Thiên Thần Ma Thương xem ra, Diệp Thần thực lực xa xa không đủ. Một người hợp đạo cảnh võ giả, thực lực chân thực quá hèn mọn. Không xứng nắm trong tay hắn. Diệp Thần khóe miệng hơi dơ lên, bên trong đôi mắt căn bản không có bất kỳ khiếp đảm thần sắc. Từng bước một tiếp tục hướng lên. Cực hạn thương ý xé nát Diệp Thần quần áo, điên cuồng rơi vào máu hắn thịt phía trên. Tí tách, từng giọt máu loáng, từ Diệp Thần trên thân thể mặt nhỏ xuống, dù là bước ra nhịp bước, đi về phía trước một bước, cũng dị thường khó khăn. Chu Thiên Thần Ma Thương ở kháng cự. Thần phục ta như thế nào, đem tới mang ngươi chinh chiến thiên hạ, mang ngươi đi xem thế giới sáng chói nhất lửa khói. Diệp Thần trong lòng rất rõ ràng. Chu Thiên Thần Ma Thương có linh trí của mình, tuyệt đối có thể nghe được hắn nói. Lời của hắn vừa rơi xuống, đã qua 3 phút thời gian, nhưng mà cũng không có được bất kỳ đáp lại. Ở Chu Thiên Thần Ma Thương xem ra, Diệp Thần thực lực quá mức nhỏ yếu.
hợp đạo cảnh cũng muốn nắm trong tay hắn. Làm sao có thể? Diệp Thần cau mày, nếu Chu Thiên Thần Ma Thương không vui, hắn chỉ có thể mạnh lấy. Từng bước một tiếp tục về phía trước, mặc dù thương ý có thể xuyên thấu máu hắn thịt, nhưng là trước mắt mà nói, không hề sẽ tạo thành quá lớn uy hiếp. Làm Diệp Thần không ngừng về phía trước thời điểm, vậy hoàn toàn chọc giận Chu Thiên Thần Ma Thương. Ở Chu Thiên Thần Ma Thương chung quanh, vô số ma khí hội tụ chung một chỗ. Không chỉ có như vậy, ma khí bên trong còn kèm theo thương ý. Những thứ này thương ý so với trước đó hơn nữa đáng sợ. Oanh! Đánh vào ở Diệp Thần trên thân thể mặt. Phốc suy! Diệp Thần lui về phía sau ba bước, một búng máu phun ra. Ngay cả là bất hủ thần thể, vậy bỏ ra giá cao như vậy. Xem ra cái này thương phẩm cấp rất cao. Ngươi quá hèn mọn. Đây là rốt cuộc truyền tới một giọng nói, Diệp Thần nghe gặp Chu Thiên Thần Ma Thương mà nói, cả người trong mắt đổi được lăng lệ. Ta bây giờ mặc dù thực lực nhỏ yếu, không đại biểu sau này, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, huyết ma kiếm nắm trong tay, trong mắt hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm. Toàn thân cao thấp, tản ra màu đen ma khí. Hắn biết cái này thương là ma, vậy hắn vũ khí vậy phải là ma. Huyết ma kiếm cao nhất. Bất quá huyết ma kiếm ở trên cao trong một trận đánh đã hư hại mấy phần, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Giờ phút này Diệp Thần tiến vào nhập ma trạng thái, nếu Chu Thiên Thần Ma Thương nói hắn quá hèn mọn. Vậy thì chứng minh cho hắn xem. Đạp, đạp, đạp. Một bước, hai bước, ba bước, Diệp Thần không ngừng đi tới trước, điên cuồng thương ý phóng tới. Diệp Thần toàn thân ma khí bảo vệ hắn thân xác, nâng lên tay, vận dụng huyết ma kiếm vung chém ra đi. Thương ý và kiếm ý tràn ngập ở trên không khí bên trong, ở xa xa ma đế cũng không có nhúng tay, chỉ là lẳng lặng nhìn. Hắn tin tưởng Diệp Thần tuyệt đối có thể thành công, dẫu sao. Diệp Thần thiên phú vượt xa hắn. Giờ khắc này tựa như biến thành thương ý và kiếm ý giao phong, Diệp Thần trên gương mặt mặt không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Mỗi đi một bước cũng cực kỳ khó khăn, nhưng là hắn không có buông tha, trong nội tâm cũng không có bất kỳ ý lùi bước. Giữa hai người giao phong, thời gian kéo dài 2 giờ, Diệp Thần cũng không quá miễn cưỡng đi ra 100 bước. Bất quá hắn cách Chu Thiên Thần Ma Thương càng ngày càng gần, mỗi một bước cũng dị thường khó khăn, nhưng vô cùng kiên định. Diệp Thần có thể từng bước một đi tới ngày hôm nay, hoàn toàn liền là dựa vào ý chí bất khuất. Đạp, đạp, đạp. Rốt cuộc càng ngày càng đến gần Chu Thiên Thần Ma Thương, hắn đưa tay ra. Giờ phút này Diệp Thần hai tay, vết thương chồng chất, chuẩn bị cầm Chu Thiên Thần Ma Thương thời điểm. Chu Thiên Thần Ma Thương đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hơi thở. Diệp Thần thấy một màn này, huyết ma kiếm ngập trời ma khí và kiếm ý bộc phát ra, chống lại Chu Thiên Thần Ma Thương. Đưa tay ra cánh tay, giang hai tay, Diệp Thần trực tiếp cầm ở Chu Thiên Thần Ma Thương trên thân thương mặt. Vào giờ khắc này, chung quanh hắn hình ảnh hoàn toàn biến hóa. Diệp Thần thấy một người, sừng sững ở hư không bên trong, trong tay hắn nắm chặt chính là Chu Thiên Thần Ma Thương. Chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, Diệp Thần không thấy rõ đối phương mặt. Tên cường giả này đối mặt kẻ địch chân thực quá nhiều, hơn nữa bất kỳ một người kẻ địch bộc phát ra hơi thở, cũng có thể ngay tức thì trong nháy mắt giết Diệp Thần. Nhưng mà tay cầm Chu Thiên Thần Ma Thương cường giả, gò má bên trong liền một tia một hào khiếp đảm cũng không có, thậm chí còn có một tia cuồng ngạo thần sắc. Trong tay hắn Chu Thiên Thần Ma Thương, một thương điểm ra đi, tựa như có hủy thiên diệt địa khí thế. Một thương toàn bộ bầu trời đều bị đâm mở một cái lỗ thủng. Vô số cường giả chết, tay cầm Chu Thiên Thần Ma Thương cường giả, mỗi một thương đều mang uy năng lớn lao. Không biết chiến đấu bao lâu, cả thế giới cũng trời đất u ám, cũng không biết nhiều ít kẻ địch bị một thương đâm bạo. Kẻ địch không ngừng chết, nhưng là tay cầm Chu Thiên Thần Ma Thương cường giả, dần dần không kiên trì nổi. Dẫu sao kẻ địch thực ra quá nhiều, tựa như giết không xong vậy, hắn kiên trì đến một bước cuối cùng. Ở hắn mau phải bỏ mạng thời điểm, cầm trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương ném ra ngoài. Thần phục ta, tương lai ta có thể là ngươi chủ nhân trước trả thù. Diệp Thần một cặp mắt mâu nhìn chằm chằm Chu Thiên Thần Ma Thương.
có thể một thương đâm bạo phong môn cường giả tuyệt đối là linh võ đại lục cao cấp tồn tại. Mặc dù như vậy, Diệp Thần vậy không có bất kỳ khiếp đảm, sớm muộn có một ngày hắn muốn vượt qua người này. Ngươi thực lực quá yếu. Đây là truyền tới Chu Thiên Thần Ma Thương thanh âm, ở hắn trong mắt, Diệp Thần cảnh giới sợ rằng liền một con kiến hôi cũng không tính. Diệp Thần bất hủ thần thể, bất hủ kiếm ý, ma khu, máu thần, canh kim khí, sáu cái thần vương đạo bày ra. Khí tức chung quanh, thẳng hoành lần lượt thay nhau, tựa như hôn thiên ám địa. Ta bây giờ mặc dù nhỏ yếu, nhưng là lấy sao ai có thể nói chính xác. Diệp Thần nhìn Chu Thiên Thần Ma Thương, chờ đợi hắn câu trả lời, cũng không biết đã qua bao lâu, một cổ nóng bỏng cảm giác truyền khắp lòng bàn tay. Tựa như nhiệt độ cao nghìn độ. Diệp Thần tay đều phải hòa tan. Khảo nghiệm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vận chuyển thần ma luân hồi quyết, quanh thân ma khí phun trào. Không chỉ như vậy, Diệp Thần xích trần thần mạch hoàn toàn kích hoạt. Cực mạnh phòng ngự hoàn toàn mở. Không sợ. Nhưng mà, còn không có dừng lại, Chu Thiên Thần Ma Thương bên trong chui ra vô tận vong hồn hướng Diệp Thần cuốn tới. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, vận chuyển luân hồi huyết mạch xích trần thần mạch, hao phí linh lực cực kỳ to lớn. Mà bây giờ, nếu là muốn đối kháng cái này vô số vong hồn hiển nhiên quá sức. Nên làm cái gì? Ngay tại Diệp Thần suy tư lúc đó, một đạo hắc mang lao ra trong cơ thể. Cửu U Thí Thiên Thương. Cửu U Thí Thiên Thương lại hấp thu chung quanh hết thảy ma khí, sau đó một nhát thương đâm nhập Chu Thiên Thần Ma Thương. Hai đạo ánh sáng sáng chói ở dung hợp. Đây là, Cửu U Thí Thiên Thương muốn cùng Chu Thiên Thần Ma Thương dung hợp. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Rời đi Côn Lôn Hư sau đó, Diệp Thần liền rất ít vận dụng Cửu U Thí Thiên Thương. Một mặt là bởi vì Cửu U Thí Thiên Thương cấp bậc quá thấp, đối mặt linh võ đại lục cường giả không đủ dùng. Mặt khác, Cửu U Thí Thiên Thương tràn đầy quá nhiều bí mật, hắn đến nay đều không cách nào hiểu, tại sao sẽ từ trong thương ảo ảnh thấy mình. Mà bây giờ, Cửu U Thí Thiên Thương lại muốn mượn Chu Thiên Thần Ma Thương lấy được tân sinh. Ánh sáng phun trào. Cả thế giới giống như ban ngày. Lại giống như âm dương lần lượt thay nhau lúc. Hơn nữa, Diệp Thần phát hiện vậy ma khí hội tụ lực lượng lại một số tràn vào huyết ma kiếm. Huyết ma kiếm thậm chí chữa trị mấy phần. Cái này, rốt cuộc nên giải thích như thế nào? Làm ánh sáng tiêu tán lúc. Rắc rắc. Chu Thiên Thần Ma Thương truyền tới thanh âm ông ông, từ vách tường bên trong thoát khỏi. Diệp Thần thấy một màn này, mừng rỡ, rất rõ ràng Chu Thiên Thần Ma Thương đã đồng ý hắn. Nếu không cũng sẽ không từ bên trong vách tường đi ra. Diệp Thần tay cầm Chu Thiên Thần Ma Thương vào huyết ma kiếm. Thương ý, kiếm ý, không ngừng phún ra ngoài. Ma đế ở một bên vui mừng nhìn một cái, sau đó cả người bóng người đi tới Diệp Thần bên người. Nếu ngươi đã đạt được Chu Thiên Thần Ma Thương, liền chứng minh ngươi có tư cách nắm trong tay ma đạo. Thương này lai lịch phi phàm. Để cho ta bất ngờ là, người thanh thương kia lại có thể đoạt xác cái này lớn mạnh như vậy Chu Thiên Thần Ma Thương. Xem ra, có một số việc, không đơn giản như vậy. Còn nữa, cái này Chu Thiên Thần Ma Thương bên trong từ mang ba thương ý, người thật tốt cảm ngộ. Hơn nữa, bất kỳ thấy cái này Chu Thiên Thần Ma Thương người, đều phải chết, nếu là bị người cố ý phát hiện điều bí mật này, người biết có họa sát thân, biết chưa? Ở Càn Khôn sát vực sử dụng không sao cả, nhưng đã đến bên ngoài, cũng hoặc là đi thần hỏa học viện, không tới mấu chốt, tuyệt đối không thể vận dụng. Cuối cùng, Diệp Thần, như có một ngày, người có cơ hội. Là ta đi một chuyến ma vực được không? Ma vực hung hiểm, nhưng dẫu sao là ta chấp trưởng chi địa, ngươi như muốn đối kháng thần quốc, giết tông lực lượng không đủ dùng, ma vực là sự chọn lựa tốt nhất. Dĩ nhiên ta cũng có tư tâm, nơi đó có ta ân oán, có ta người thân, có chút nhân quả, ta cũng nên ra mặt hỏi một chút. Tốt lắm, ta không thể ở bên ngoài đợi quá lâu, nếu như không phải là cái này cửu U Chi Hải ma khí phong phú. Sợ rằng ta cũng không cách nào giúp ngươi. Ma đế tiếng nói vừa dứt, liền hội tụ là cuồn cuộn ma khí chui vào Diệp Thần ấn đường. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt có chút đỏ thắm. Ma đế đối với hắn quá tốt. Hắn không phải luân hồi mộ địa đại năng, không cần thiết trợ giúp mình. Nhưng là mỗi một lần, ma đế cũng không có so nghiêm túc.
Diệp Thần nhìn Chu Thiên Thần Ma Thương và Huyết Ma Kiếm, khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, cuối cùng có một ngày, ta sẽ mang các ngươi, chém ra một cái thịnh thế. Thuộc về Diệp Thần thịnh thế. Bắt được Chu Thiên Thần Ma Thương, Diệp Thần chuẩn bị rời đi, tiếp tục lưu lại ở Cửu U Chi Biển đã không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn bây giờ ma khu đã thành, còn có Chu Thiên Thần Ma Thương, chuyện kế tiếp, trả thù. Ban đầu hồn điện cường giả, để cho hắn nhảy vào vách đá, mặc dù lấy được đại cơ duyên, bất quá hồn điện sổ nợ này, cũng phải thanh coi một cái. Có một số việc, nên còn, chạy không thoát. Diệp Thần cũng không có lập tức rời đi, quyết định lĩnh ngộ một chút trong đầu Chu Thiên Ba Thương. Đây là tới từ Chu Thiên Thần Ma Thương truyền thừa, mặc dù chỉ có ba thương, nhưng là hủy thiên diệt địa. Dựa vào Diệp Thần trước mắt cảnh giới bây giờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy hai thương. Hơn nữa thứ hai thương, Diệp Thần bây giờ linh lực, chỉ có thể thi triển một số uy lực. Còn như muốn phát huy được thứ hai thương uy lực chân chính mà nói, chỉ sợ không phải như thế dễ dàng. Ít nhất cũng phải đạt tới tạo hóa cảnh mới có thể. Lại qua một ngày, Diệp Thần từ Cửu U Chi trong biển tỉnh lại, cả người bay về phía trên vách đá. Hắn đi tới vách đá phía trên, nhìn một cái chiến trường thượng cổ trước khi cung điện. Sợ rằng hồn điện cường giả vẫn còn ở trong cung điện mặt. Đám người này thể xác không có mình cường hãn, căn bản không có thể khôi phục nhanh như vậy. Bây giờ tự có ma khu, lại có Chu Thiên Thần Ma Thương, những thứ này còn chưa tỉnh lại hồn điện cường giả, đủ để đánh một trận. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Diệp Thần trả thù chỉ tranh sớm chiều. Bây giờ hắn liền muốn giải quyết hồn điện cường giả. Lập tức hướng cung điện bay đi. Ở cách cung điện chỉ còn lại 300 mét thời điểm, xuất hiện 5 cái bóng người. Cái này 5 cái bóng người đúng lúc là hồn điện cường giả, bọn họ nhận ra được hơi thở, mới tới đây tra nhìn một chút, ai biết lại là Diệp Thần. Bọn họ một bộ sống gặp quỷ ánh mắt, Diệp Thần lại từ Cửu U Chi trong biển còn sống đi ra. Đây là tình huống gì? Bọn họ 5 tên tinh khiếu cảnh cường giả trực tiếp mơ hồ. Diệp Thần rốt cuộc làm sao sống đi ra? Bây giờ bọn họ 5 cái người còn có một chút thương thế không tốt, nhưng mà lại xem Diệp Thần, một chút việc không có. Điều này dạng có thể. Ban đầu Diệp Thần thương thế, nhưng mà so bọn họ còn nghiêm trọng hơn, dù là không chết, không có 2 năm thời gian, trên căn bản không khôi phục được. Bọn họ đầy trong đầu đều là nghi vấn. Duy nhất giải thích, chỉ có thể thuyết minh Diệp Thần thu được cơ duyên, nếu không, căn bản không có thể. Nghĩ đến đây, bọn họ ánh mắt dần dần đổi được ngưng trọng. Ban đầu Diệp Thần một người liền đem bọn họ đánh trọng thương, bây giờ lấy được cơ duyên rõ ràng cho thấy báo thù. Diệp Thần mặc dù có thời điểm sẽ điên cuồng, nhưng là tuyệt đối không phải một cái lỗ mãng người, nhất định là có một ít chắc chắn. Nghĩ đến đây, bọn họ trong nội tâm có chút bối rối. Bây giờ rốt cuộc là chiến vẫn là chạy. Có thể hợp đạo cảnh để cho tinh khiếu cảnh suy nghĩ chạy trốn người, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thần một người. 5 tên tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả, mỗi người cầm ra vũ khí, quyết định toàn lực đánh một trận. Nếu là thật thấy Diệp Thần, liền đánh đều không đánh liền chạy trốn, bọn họ còn mặt mũi nào mặt nói mình là tinh khiếu cảnh cường giả. Để cho người khác biết mà nói, chân thực quá mất mặt. Bọn họ không ném nổi người này. Diệp Thần khóe miệng toát ra một tia tà cười, Huyết Ma Kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương mỗi người nắm trong tay. Làm hồn điện cường giả thấy Chu Thiên Thần Ma Thương thời điểm, một mắt là có thể nhìn ra, bất phàm. Tuyệt đối vượt qua thời không chi binh tồn tại, thậm chí có thể là thần khí. Dù là nói là chân thần khí, bọn họ vậy tin tưởng. Nghĩ đến đây, bọn họ trong nội tâm đều có chút ghen tị. Diệp Thần bằng cái gì có thể lấy được như vậy bảo vật? Giết! 5 tên tinh khiếu cảnh cường giả tiên hạ thủ vi cường, 5 đạo quỷ mị giống vậy bóng người bỗng nhiên bây giờ xông tới. Ở bọn họ xông tới trong nháy mắt, Diệp Thần đứng tại chỗ, Huyết Ma Kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương trực tiếp nâng lên, một thương, một kiếm, bỗng nhiên chém ra đi. Ông, ông! Một phát bắn ra. Hết thảy trước mặt tựa như bị đâm mở một cái lỗ thủng, thương ý điên cuồng phun trào. Một kiếm cuồng múa ra, bất hủ kiếm ý điên cuồng bùng nổ, cực hạn kiếm quang, giống như diệt thế sấm sét. Oanh! 5 tên hồn điện cường giả, ngăn trở một thương và một kiếm,
vọt tới Diệp Thần bên người. Ở bọn họ xông lên lúc tới, Diệp Thần một thương càn quét ra. Đầu thương sắc bén phun trào, năm tên hồn điện cường giả cảm nhận được sắc bén thương ý, chỉ có thể lui Kỳ Phong Mang và Diệp Thần kéo ra khoảng cách. Năm tên hồn điện cường giả liếc nhìn nhau, bọn họ bây giờ và Diệp Thần cũng sớm đã từng có giao thủ. Tiếp tục như vậy, hoàn toàn không thể giải quyết hết Diệp Thần, nói không chừng còn sẽ để cho hắn từng cái kích phá. Năm tên hồn điện cường giả máu tươi tích xuất tới, vốn là có một ít thương thế. Bây giờ tiếp tục hao phí máu tươi, để cho bọn họ vốn là khôi phục tốt một ít thương thế, hoàn toàn mất đi tác dụng. Năm tích máu tươi rơi vào hư không bên trong, đây là trên bầu trời mây đen dày đặc. Năm tên hồn điện cường giả, đánh ra kỳ quái dấu tay, bọn họ trên thân thể mặt, bốc lên phát ra màu đen hơi thở. Những thứ này màu đen hơi thở, không ngừng đi Diệp Thần chung quanh. Diệp Thần một thương một kiếm quơ múa ra, nhưng là những hắc khí này căn bản giải quyết không hết. Một cặp mắt màu nhìn năm tên hồn điện cường giả, Diệp Thần đứng tại chỗ một hơi một tí. Hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng muốn xem cái này năm tên hồn điện cường giả, cầm ra bộ dáng gì thủ đoạn. Không thể không nói, Diệp Thần người tài cao gan lớn. Nếu như võ giả khác, giải quyết không hết những hắc khí này mà nói, nhất định sẽ suy nghĩ thoát đi. Nhưng mà Diệp Thần nhưng căn bản không có bất kỳ động tác. Ở Diệp Thần trong lòng, cái này năm tên tinh khiếu cảnh cường giả, đã là người chết. Lấy được Chu Thiên Thần Ma Thương, vừa vặn dùng tinh khiếu cảnh máu cường giả, tới tế thương. Trên bầu trời phương, mây đen bên trong sấm sét lóe lên, Diệp Thần chung quanh, xuất hiện một đạo màu xanh bình phong che chở. Năm tên tinh khiếu cảnh cường giả, thấy Diệp Thần lại không làm ra bất kỳ ngăn cản. Không khỏi toát ra một tia cười nhạt. Diệp Thần thật đúng là một cái cuồng ngông người tự đại, bọn họ năm tên tinh khiếu cảnh cường giả ngưng tụ thành trận pháp. Biết bao khủng bố. Căn bản không phải một cái nho nhỏ hợp đạo cảnh võ giả, có thể tiếp nhận. Bỏ mặc Diệp Thần biết bao yêu nghiệt, nhưng là cảnh giới bày ở nơi đó. Diệp Thần, hôm nay sẽ để cho người biết, sấm sét diệt thế trận uy lực. Ha ha, người cái tiểu tạp chủng, ban đầu không có chết, bây giờ mình chạy tới, muốn tìm chết. Bọn họ hồn điện cường giả, biết sấm sét diệt thế trận khủng bố, chỉ cần trận pháp vận chuyển, sấm sét bất diệt. Bọn họ thực lực càng mạnh, sấm sét uy lực vượt khủng bố. Hôm nay nhất định để cho Diệp Thần chết không có chỗ chôn, hoàn toàn giải quyết hậu hoạn. Đến lúc đó hắn bảo vật và cơ duyên, không tất cả đều là bọn họ. Vừa nghĩ tới có thể đánh chết Diệp Thần, vẫn có thể cướp đoạt cơ duyên, bọn họ trong nội tâm cũng đã có chút không nhẫn nại được. Diệp Thần cười không nói, có thể không có thể sống được, bọn họ nói không tính. Hắn có muốn hay không sống, chỉ có mình nói coi là. Sấm sét diệt thế trận đã hoàn thành, mây đen trên, to lớn sấm sét khoảnh khắc bây giờ rơi xuống. Làm sấm sét rơi xuống một khắc kia, năm tên hồn điện cường giả nội tâm, không khỏi được kích động. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần sợ rằng liền đạo thứ nhất sấm sét cũng không chịu nổi. Oanh! Một đạo lôi đình lực xen lẫn khí tức hủy diệt, bỗng nhiên rơi vào Diệp Thần trên thân thể mặt. Sấm sét tản đi, năm tên hồn điện cường giả thấy Diệp Thần trạng thái, hoàn toàn giật mình. Diệp Thần lại một chút việc cũng không có, điều này sao có thể? Bọn họ xoa xoa con mắt, nhưng phát hiện Diệp Thần đứng tại chỗ, trên mình không có bất kỳ thương thế. T. Năm tên hồn điện cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây rốt cuộc tình huống gì, bọn họ làm sao có một ít mơ hồ. Diệp Thần khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ma khu và bất hủ thần thể, đào tạo hắn thân xác bền chắc không thể gãy. Hơn nữa huyết mạch gia trì, này sấm sét lại coi là cái gì. Huống chi lôi đình lực. Diệp Thần cũng sớm đã bị qua vô số lần. Ban đầu lại là bởi vì lôi đình lực, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, năm tháng lực lượng. Hắn bản thân liền đối với sấm sét nhất định có sức miễn dịch. Ta không tin, nhất định là hắn ở giả thần giả quỷ. Trong đó một người hồn điện cường giả mở miệng, hắn không tin Diệp Thần thân xác, có thể như vậy khủng bố. Oanh oanh oanh, từng đạo sấm sét không ngừng rơi xuống. Diệp Thần dám chuyện không có, thậm chí nhắm mắt lại, lợi dụng sấm sét tới thời gian tu luyện quy luật. Thật vất vả bị sét đánh,
Diệp Thần làm sao có thể buông tha như vậy cơ hội. Phốc suy, một người hồn điện cường giả, một búng máu phun ra ngoài, ngực phập phồng, rất rõ ràng bị Diệp Thần tức giận hộc máu. Nhìn Diệp Thần bộ dáng nhàn nhã, tựa như mình hậu hoa viên như nhau. Sấm sét uy lực, có thể hay không mạnh hơn chút nữa. Lúc này Diệp Thần một câu nói, để cho hồn điện cường giả thiếu chút nữa bị xỉu vì tức. Đây coi là chuyện gì? Các ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Sao như thế yếu, cả người tinh khiếu cảnh tu vi, tu đến trên thân chó chứ? Diệp Thần mở miệng cười, có thể chọc tức những thứ này hồn điện cường giả, nội tâm cũng cảm giác vô cùng thoải mái. Tức chết lão phu. Một người hồn điện cường giả, hận không được hộc máu 3 lít, Diệp Thần miệng chân thực quá thiếu đánh. Một canh giờ trôi qua, Diệp Thần cảm giác tiếp tục lĩnh ngộ quy luật lực, đã không có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao không phải là thuần túy thiên đạo hạ xuống diệt thế sấm sét, hai người bây giờ căn bản cũng không có bất kỳ có thể so sánh. Hai thương, phá ngươi trận pháp. Diệp Thần một câu nói, có thể nói là cuồng ngông cực kỳ. Ngươi thật lấy là có thể đi ra, ngươi như hai thương phá trận, lão phu tự phế tu vi. Một người hồn điện cường giả tức giận trực tiếp mở miệng. Sấm sét diệt thế trận, không chỉ có công kích khủng bố, phòng ngự lại là cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Thần phí đem hết toàn lực, đi ra ngoài không vấn đề gì, nhưng là hai thương muốn phá trận, làm sao có thể. Diệp Thần cũng không trả lời, hắn thu hồi huyết ma kiếm, Chu Thiên Thần Ma Thương nắm trong tay, bỗng nhiên bây giờ nâng lên. Ở Chu Thiên Thần Ma Thương nâng lên trong nháy mắt, Diệp Thần chung quanh khí thế, hoàn toàn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Giờ khắc này Diệp Thần tựa như giống như là một chuôi thương, một chuôi sừng sững ở trên 9 tầng trời thần ma thương. Thứ nhất thương, toái tinh. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, thiên địa thế không ngừng phun trào, tiến vào hắn trong thân thể. Hồn điện cường giả, thấy thiên địa thế tràn vào, cau mày. Mượn thiên địa thế, không chỉ là thực lực vấn đề, còn cần thiên địa đồng ý. Ở toàn bộ linh võ đại lục, tinh khiếu cảnh cường giả không thiếu, nhưng là đột phá đến phong môn cảnh cường giả, cũng không hơn. Muốn đột phá đến phong môn cảnh nhất định phải lấy được thiên địa đồng ý. Đây cũng là tại sao phong môn cảnh cường đại nguyên nhân, mỗi một chiêu đều phù hợp thiên địa thế. Phong môn cảnh mạnh mẽ đi nữa, vậy chỉ bất quá vận dụng thiên địa thế mà thôi. Bây giờ Diệp Thần có thể mượn thiên địa thế, há chẳng phải là nói, chỉ cần không chết, đột phá đến phong môn cảnh, chỉ bất quá chuyện sớm hay muộn. Ở hợp đạo cảnh lấy được thiên địa đồng ý, bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải. Chu Thiên Thần Ma Thương tản mát ra tia sáng chói mắt, thương xuất như long, một thương đánh vào sấm sét diệt thế trận phía trên. Diệp Thần lĩnh ngộ thứ nhất thương toái tinh, làm thực lực đạt tới một cái trình độ kinh khủng, mượn cái này một thương, là có thể một nhát thương đâm phá tinh thần. Oanh! Vào giờ khắc này, sấm sét diệt thế trận, lão đảo muốn rơi xuống, nhưng là nhưng kiên trì được. Hồn điện cường giả thấy một màn này, không nhịn được thở phào một cái, bọn họ thật đúng là sợ Diệp Thần một thương liền công phá sấm sét diệt thế trận. Diệp Thần trên mặt không có biến hóa chút nào, cánh tay một lần nữa nâng lên. Thứ hai thương, hoành tảo thiên quân. Mượn eo ếch lực lượng, Chu Thiên Thần Ma Thương một phung, đầu thương bỗng nhiên đánh vào sấm sét diệt thế trận phía trên. Oanh! Hồn điện cường giả ánh mắt sáng quắc nhìn sang. Phát hiện sấm sét diệt thế trận cũng không có hủy xấu xa, nhất thời bật cười. Hai thương hủy diệt sấm sét diệt thế trận, người thật lấy là mình là tinh khiếu cảnh cường giả. Trong đó một người hồn điện cường giả mở miệng nói, nhưng mà Diệp Thần ánh mắt, nhìn hắn, cực kỳ bình thản. Gấp cái gì? Sứt lời. Sắc sắc, sắc sắc. Vậy vừa lúc đó, toàn bộ sấm sét diệt thế trận, đột nhiên bây giờ truyền tới từng trận tiếng vang. Sấm sét diệt thế trận, màu xanh bình phong che chở, bắt đầu không ngừng nứt ra. Một màn này Diệp Thần cũng sớm đã biết, thứ hai thương hoành tảo thiên quân uy lực, có thể không đơn thuần bề ngoài như thế đơn giản. Oanh! Sấm sét diệt thế trận hoàn toàn bể tan tành, Diệp Thần từ trận pháp bên trong đi ra, nhìn về phía một người hồn điện cường giả, mở miệng nói, nghe nói người muốn tự phế tu vi. Tên kia hồn điện cường giả cũng không trả lời. Ngược lại cả người thân thể, không ngừng run rẩy. Mới vừa đúng là hắn nói, chỉ bất quá làm sao vậy không nghĩ tới,
Diệp Thần lại thật hai thương liền phá hỏng trận pháp. Không chỉ có tên này hồn điện cường giả như vậy, ngoài ra bốn tên hồn điện cường giả trạng thái, cũng không khá hơn chút nào. Diệp Thần hủy diệt không chỉ là sấm sét diệt thế trận, lại là bọn họ lòng tin. Bây giờ năm tên hồn điện cường giả, nhìn Diệp Thần, chỉ có nồng đậm sợ hãi thần sắc. Sấm sét diệt thế trận uy lực bọn họ rõ ràng, dù là bọn họ tiến vào trong đó, vậy không kiên trì được bao lâu, thì sẽ hoàn toàn tử vong. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần dễ như trở bàn tay phá trận, để cho bọn họ hoàn toàn bị dọa sợ. Diệp Thần rốt cuộc ở cửu U Chi trong biển trải qua cái gì, thực lực lại đổi được như thế khủng bố. Không đúng, chân chính cường đại là Diệp Thần trong tay bất phàm chi thương. Bọn họ luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Nhưng là bất kể như thế nào, cũng không nghĩ ra được. Năm tên hồn điện cường giả liếc nhìn nhau, nháy mắt bây giờ trực tiếp ra tay. Bọn họ không có cách nào, đã sớm và Diệp Thần là không chết không thôi cục diện, hai người bây giờ không có bất kỳ chỗ trống. Ở năm tên hồn điện cường giả xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Thần cả người bóng người động. Hắn đi tới trong đó một người cường giả bên người, Chu Thiên Thần Ma Thương nâng lên, một thương bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Ở một thương rơi xuống ngay tức thì, tên kia hồn điện cường giả, chỉ cảm thấy mình bị phong tỏa, căn bản không có biện pháp tránh thoát cái này một thương. Ở hắn suy tính thời điểm, Chu Thiên Thần Ma Thương đầu thương, đã ngay tức thì rơi xuống. Đâm! Một thương trực tiếp xuyên thấu hắn bả vai, một đạo máu loãng bay bắn ra. Ở Diệp Thần sau lưng, một người tinh khiếu cảnh cường giả, đột nhiên một đao chém xuống tới. Oanh! Tên kia tinh khiếu cảnh cường giả trực tiếp ngây ngẩn, hắn phát hiện ở Diệp Thần sau lưng, lại chỉ ra hiện một vệt trắng, liền máu loãng cũng không có chảy xuống. Bây giờ bọn họ trong đầu đều ở đây muốn, Diệp Thần rốt cuộc ở cửu U Chi biển thu được biết bao nghịch thiên cơ duyên. Tại chưa có tiến vào cửu U Chi biển thời điểm, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay công phá Diệp Thần thân xác, mà bây giờ, thật giống như chỉ là phí công như nhau. Diệp Thần đối với bọn họ ý tưởng, cũng không có bất kỳ hứng thú gì, rút ra Chu Thiên Thần Ma Thương, xoay người một thương trực tiếp đã đâm đi. Tên kia tinh khiếu cảnh cường giả thấy một màn này, hù được cả kinh thất sắc, vội vàng lui về phía sau, căn bản không dám có bất kỳ trì hoãn. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, Diệp Thần không ngừng theo sát, không theo không buông tha. Đột nhiên bây giờ, hắn bên trái xuất hiện một người hồn điện cường giả, muốn giải cứu một chút đồng bạn. Diệp Thần khóe miệng toát ra một tia cười lạnh thần sắc, sau đó cầm ra máu ma kiếm, một kiếm vung chém ra đi. Một đạo cực hạn kiếm quang, khoảnh khắc bây giờ liền rơi xuống. Một kiếm này mặc dù cũng không thể đủ cho hồn điện cường giả mang đến cái gì thực chất tính tổn thương, bất quá đối với Diệp Thần mà nói, có thể kéo hai hơi thở thời gian cũng đã đủ. Cái này hai hơi thở thời gian, đủ để cho hắn làm ra một ít chuyện tình. Toái tinh. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, Chu Thiên Thần Ma Thương hướng chạy trốn tinh khiếu cảnh cường giả, một nhát thương đâm đi ra ngoài. Oanh! Tên kia tinh khiếu cảnh cường giả, từ Diệp Thần hai thương phá vỡ sấm sét diệt thế trận sau này, cũng đã bị sợ bể mật. Làm một thương tập kích lúc tới, bất luận cái gì phản kháng cũng không có. Một thương xuyên thấu hắn bụng, máu loãng liều mạng chảy xuống. Làm Diệp Thần rút ra Chu Thiên Thần Ma Thương thời điểm, tên kia tinh khiếu cảnh cường giả từ hư không bên trong rớt xuống mặt đất lên. Còn thừa lại bốn tên hồn điện cường giả, hình thành thế bao vây xông lại, Diệp Thần sắc mặt không thay đổi, lạnh giọng mở miệng nói, Hoành Tảo Thiên Quân. Thiên địa thế điên cuồng tràn vào đến Diệp Thần trong thân thể, tay cầm Chu Thiên Thần Ma Thương, càn quét đi. Bốn tên hồn điện cường giả, tốc độ mặc dù đủ mau, bất quá cùng Diệp Thần so với, cuối cùng vẫn là chậm một ít. Bình bịch bịch, đầu thương phá vỡ máu thịt của bọn họ, để cho bọn họ không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm. Làm kêu thảm thiết kết thúc một khắc kia, bọn họ còn chưa phản ứng kịp, trong thân thể một cổ ám kình đột nhiên nổ. Oanh 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 oanh, phốc suy, từng đạo máu loãng phun ra ngoài, bốn tên hồn điện cường giả sắc mặt trắng bệch, thân thể rớt xuống mặt đất lên. Vốn là bọn họ và Diệp Thần vẫn có thể dây dưa một hồi, thậm chí có cơ hội đánh chết Diệp Thần. Chỉ bất quá chính bọn họ bản thân liền có một ít thương thế, hơn nữa làm Diệp Thần từ sấm sét diệt thế trận bên trong lao ra, liền đã không có chút nào chiến ý.
cho nên mới sẽ bại nhanh như vậy, nếu không vẫn có thể kiên trì một hồi thời gian. Diệp Thần từ hư không bên trong rơi xuống, nhìn năm tên hồn điện cường giả bóng người, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi hồn điện ở chiến trường thượng cổ, rốt cuộc ở tìm cách cái gì? Từ hắn tiến vào trong cung điện mặt, thấy những cái kia trận pháp và quan tài sau này, cũng biết hồn điện nhất định chuẩn bị chuyện gì. Đây mới là Diệp Thần mới vừa rồi không có đánh chết nguyên nhân trực tiếp. Hắn muốn biết, hồn điện rốt cuộc muốn làm gì? Những cái kia trận pháp và trong quan tài rốt cuộc là thứ gì? Những thứ này chỉ có thể từ bọn họ trên mình tìm câu trả lời. Năm tên hồn điện cường giả liếc nhìn nhau, bất quá ai cũng không có nói. Đây chính là quan hệ đến hồn điện lớn nhất bí mật, nếu không cũng sẽ không phái bọn họ năm tên tinh khiếu cảnh tới nơi này. Có thể phái ra năm tên tinh khiếu cảnh, có thể tưởng tượng được, hồn điện có bao nhiêu coi trọng. Không nói. Diệp Thần khóe miệng nhẹ giơ lên, tiếng nói vừa dứt, trong tay huyết ma kiếm, trực tiếp hướng về phía một người tinh khiếu cảnh cường giả, một kiếm chém xuống. Cánh tay vỡ vụn. À! Tên kia tinh khiếu cảnh cường giả phát ra tiếng kêu thê thảm, mới vừa rồi chính hắn cũng không có phản ứng kịp, cánh tay cũng đã rơi xuống đất, ngay sau đó chuyển tới đau đớn kịch liệt. Diệp Thần nhìn hắn, sau đó mở miệng nói, ta bây giờ có thời gian và các ngươi hao tổn nữa, muốn thống thống khoái khoái chết, vẫn bị hành hạ chết, chính các ngươi lựa chọn. Thả những thứ này hồn điện cường giả, rất rõ ràng là chuyện không thể nào. Tên kia tinh khiếu cảnh cường giả, cưỡng ép nhịn đau đau, vẫn còn là không nói câu nào. Diệp Thần tay cầm huyết ma kiếm, lại là một kiếm. Đâm, cánh tay rơi trên mặt đất, còn thừa lại hồn điện cường giả nhìn một cái, toát ra sợ hãi thần sắc. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Thần chính là một cái ma quỷ. Giết người bất quá gật đầu, như thế hành hạ người. Tinh khiếu cảnh cường giả sinh mệnh lực, cực kỳ ương ngạnh, đừng bảo là gãy tay gãy chân, dù là tim bất diệt, liền có thể sống được. Tên kia tinh khiếu cảnh cường giả vốn là muốn mở miệng, ai biết Diệp Thần tốc độ nhanh hơn, huyết ma kiếm trực tiếp chặt đứt hắn hai cái bắp đùi. À! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, ở chiến trường thượng cổ bên trong truyền tới, đáng tiếc chỉ có thể hắn nhóm 6 người nghe gặp. Diệp Thần làm xong hết thảy các thứ này, đi tới ngoài ra một người hồn điện cường giả bên người. Làm tên kia hồn điện cường giả, thấy Diệp Thần thời điểm, trong mắt vô tận sợ hãi. Ta nói, van cầu ngươi không muốn hành hạ ta, cho ta một thống khoái. Có thể không có thể sống được, cái vấn đề này bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới. Diệp Thần khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ, đây là chuyện tất nhiên tình. Ngươi xem, lúc này mới nghe lời. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, bị chém nứt hai chân tinh khiếu cảnh cường giả, khóc không ra nước mắt, hắn vốn cũng muốn nói đến, ai biết, Diệp Thần hoàn toàn không cho cơ hội à. Năm tên tinh khiếu cảnh trong mắt không có bất kỳ ánh sáng, không nói cũng chết, nói như thường chết. Chỉ hy vọng có thể có một thống khoái kiểu chết. Lần này, hồn điện an bài chúng ta tới đây, chủ yếu là bởi vì là một cái ý người ngoại lai, Lâm Tuyệt Long. Lâm Tuyệt Long đến từ thấp võ vị diện Côn Lôn Hư, mà Côn Lôn Hư một cái tông môn từng là thượng cổ linh võ đại lục một người để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật thế lực ẩn núp, cái thế lực này có thay đổi linh võ đại lục cách cục bí mật. Tương truyền điều bí mật này, chỉ cần nắm trong tay, hơn nữa thành công, là có thể sừng sững ở linh võ đại lục đỉnh cấp. Thậm chí có thể chống lại thần quốc. Thần quốc những năm này, cũng ở đây truy tìm cái thế lực đó tung tích. Chúng ta hồn điện không thể đem hết thảy các thứ này thả ở bên ngoài thí nghiệm, chỉ có càn khôn sát vực an toàn nhất. Diệp Thần con người đông lại một cái, hắn sớm ở nơi này trong trận pháp phát giác Lâm Tuyệt Long hơi thở. Quả nhiên, và Lâm Tuyệt Long thoát không khỏi liên quan. Còn như những người này ở giữa Côn Lôn Hư thế lực, hẳn là huyết minh. Huyết minh nếu và linh võ đại lục có liên quan, vì sao như thế dễ dàng liền diệt? Vẫn là nói. Côn Lôn Hư sau lưng còn cất giấu sâu hơn đồ. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, hỏi tiếp, các ngươi nắm trong tay tin tức hẳn rất hơn, có biết Côn Lôn Hư chuyện khác. Vậy hồn điện tinh khiếu cường giả biết cục hẳn phải chết, hắn chẳng ngờ lại bị hành hạ, do dự mấy giây, đột nhiên nói, ta đây là nghe điện chủ tình cờ nhắc qua một chuyện, Côn Lôn Hư tựa hồ và thần quốc một gia tộc có rất lớn liên lạc. Nó cố nhiên là thấp võ thế giới. Nhưng là sau lưng cất giấu không cách nào nắm trong tay đồ.
Huyết Linh tộc người sáng lập Huyết Kiếm Môn, thậm chí còn chúng ta Hồn Điện, đều là Linh Võ Đại Lục thần quốc phụ thuộc, mà thần quốc một vị đại nhân, từng để cho thực lực giống vậy Huyết Kiếm Môn xâm chiếm Côn Lôn Hư, bề ngoài là cướp đoạt tài nguyên, nhưng là thực thì tựa hồ đang tìm người nào. Nghe đến chỗ này, Diệp Thần quả đấm cầm chặt, vô tận sát ý phun trào. Huyết Linh tộc, Huyết Kiếm Môn, trấn áp Côn Lôn Hư nhiều ít năm. Thậm chí nhốt luân hồi mộ địa đại năng. Mà hết thảy các thứ này, lại có thể sau lưng có thần nước bóng dáng. Linh Võ Đại Lục thần quốc rốt cuộc muốn làm gì? Vậy thần quốc đại nhân tên gì? Diệp Thần chế trụ nội tâm cả kinh nói. Những thứ này Hồn Điện cường giả nói cố nhiên là tin đồn, nhưng vậy nhất định có tham khảo tư cách. Thậm chí có thể là chính xác. Dưới mắt, lớn nhất đầu mối chính là vậy cái gọi là thần quốc đại nhân. Vậy Hồn Điện cường giả nhìn một cái Diệp Thần, khẽ nhếch miệng, mới vừa muốn mở miệng. Càn Khôn Sát Vực đột nhiên xông ra một đạo cực hạn hơi thở. Cực kỳ lạnh như băng và thần uy. Tên kia Hồn Điện cường giả lời còn chưa nói hết, đột nhiên bây giờ thân thể nổ. Oanh! Nổ trong nháy mắt, vô số máu thịt ở hư không bên trong bay lượn, không chỉ có như vậy, còn thừa lại bốn tên Hồn Điện cường giả, trợn to hai mắt, cả người thân thể cũng là trực tiếp nổ. Diệp Thần vội vàng lui về phía sau, lại là vận dụng Xích Trần Thần Mạch hộ thể. Nhờ vậy mới không có bị thương. Hắn ngưng mắt nhìn hết thảy trước mắt, nhướng mày một cái. Rất rõ ràng, Hồn Điện cường giả đã nhận ra được cái gì. Cái này năm tên Hồn Điện cường giả, thân thể khẳng định có vật gì, nói ra bí mật thời điểm, liền sẽ tự bạo. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Vậy không trung máu tươi dần dần hội tụ thành một đạo ông lão hư ảnh. Diệp Thần nhìn một cái, ngay tức thì cảnh giác, đây tuyệt đối là hắn không thể đụng chạm cường giả, chí ít vượt qua phong môn trên tồn tại. Dù là thái hư cũng có thể. Đây là Hồn Điện điện chủ. Vẫn là nói, những thứ này Hồn Điện cường giả miệng trung thần quốc chi người. Ông già nhìn Diệp Thần một mắt, trong mắt có chút kinh ngạc và chập chờn, cuối cùng khôi phục là bình tĩnh. Từ đầu tới cuối, cũng không có đối với Diệp Thần ra tay. Rất nhanh, liền biến mất ở giữa thiên địa. Hồn Điện cường giả hư ảnh biến mất, Diệp Thần nhìn một cái, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn và Hồn Điện trước khi thủ oán, sớm muộn có một ngày cũng phải đi chấm dứt. Diệp Thần tới một mình đến trong cung điện mặt, nhìn một cái quan tài và trận pháp, hắn muốn dùng sức mạnh mở ra, nhưng phát hiện, quan tài không nhúc nhích tí nào. Dựa vào hắn thực lực trước mắt, căn bản không có thể dùng sức mạnh phá vỡ, rất rõ ràng cái này cấm chế bên trong, cũng không phải là vậy năm tên Hồn Điện cường giả bố trí. Nếu không mở ra, Diệp Thần cũng không có tâm tình lại đi tra xem, ngay sau đó từ trong cung điện mặt đi ra. Hắn rời đi vòng xoáy, đi bên ngoài tìm Kỳ Lâm. Ở màu đen vòng xoáy bên ngoài, Viêm Khôn bên cạnh có ba cô gái, chính là Kỳ Lâm và Lãnh Nhan các nàng. Viêm Khôn đi tới màu đen vòng xoáy địa phương, nhận ra được Diệp Thần hơi thở biến mất. Vốn là hắn vậy muốn đi vào, bất quá cảm giác quá mức tà môn, không có đi tra xem. Hắn cũng không có Diệp Thần can đảm kia, Càn Khôn tộc tất cả hy vọng đều ở đây hắn trên mình. Vốn là suy nghĩ rời đi, nhưng phát hiện ngoài ra một nơi còn có Diệp Thần hơi thở. Hắn cuối cùng tìm được Diệp Thần bày ngăn cách hơi thở trận pháp, dễ như trở bàn tay công phá. Cũng phát hiện Kỳ Lâm và Lãnh Nhan các nàng. Ba cô gái này trên mình đều có Diệp Thần hơi thở, Viêm Khôn liền coi giữ ba cô gái này, chờ đợi Diệp Thần. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút thả chúng ta, nếu không Diệp Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ Lâm ở một bên uy hiếp mở miệng, nhìn Viêm Khôn không có chút nào sợ thần sắc. Nàng bản thân thì không phải là Linh Võ Đại Lục người, tới nơi này cũng không có thời gian quá dài, cũng không biết Viêm Khôn thân phận. Hơn nữa, Viêm Khôn từ đầu đến cuối không có tổn hại bọn hắn dự định. Nhưng là Lãnh Nhan và Lý Đình hai người không cùng, trong nháy mắt liền phát giác Viêm Khôn thân phận. Càn Khôn tộc, các nàng bản thân chính là Linh Võ Đại Lục võ giả, tự nhiên biết một ít chuyện tình. Càn Khôn tộc cũng sớm đã biến mất mấy triệu năm, không nghĩ tới vẫn còn sống tồn tại. Viêm Khôn nhìn một cái ba người, không nói gì, tiếp tục coi giữ cửa hang. Ta chờ hắn. Lời nói còn không có rơi xuống, một đạo tràn đầy thanh âm tức giận vang lên.
Viêm Khôn, người đã bị thương, nhất định phải động người ta. Ngươi dám? Diệp Thần tới. Làm Kỳ Lâm thấy Diệp Thần thời điểm, mừng rỡ như điên. Diệp Thần tiến vào màu đen trong nước xoáy mặt, nàng liền một mực đang lo lắng cho, bất quá bây giờ rốt cuộc bình an trở về. Còn như Viêm Khôn, Kỳ Lâm hoàn toàn không lo lắng, Diệp Thần nhất định sẽ cứu các nàng. Diệp Thần có thể hay không đánh qua Viêm Khôn, Kỳ Lâm cái này bé gái trong đầu căn bản không có ý nghĩ này. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần chính là vô địch, mặc dù có chút mù quáng sùng bái, nhưng là không hề trở ngại. Diệp Thần, chân thực không được ngươi liền chạy trốn đi. Lúc này Lãnh Nhan mở miệng, nàng không giống Kỳ Lâm, nàng là biết Viêm Khôn thân phận. Mặc dù Viêm Khôn chỉ có tinh khiếu cảnh tu vi, bất quá càn khôn tộc vượt cấp tác chiến quá bình thường. Sợ rằng đối mặt nửa bước phong môn, đều có dư lực đối kháng. Hơn nữa càn khôn tộc truyền thuyết, để cho các nàng cho rằng, càn khôn tộc chính là vô địch tồn tại. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, có ít thứ, không tránh được. Trên người hắn sát ý bỗng nhiên phóng thích. Diệp Thần vừa định sử dụng Chu Thiên Thần Ma Thương đối với Viêm Khôn ra tay, dị biến nổi lên. Viêm Khôn một bước bước ra, đi thẳng tới Diệp Thần trước người. Lần này không có ra tay, mà là quỳ xuống. Cái gì? Càn khôn tộc ở linh võ đại lục duy nhất còn sống tồn tại, lại đối với Diệp Thần quỳ xuống. Lãnh Nhan và Lý Đình hoàn toàn bối rối. Cả thế giới tựa như vào giờ khắc này bỗng nhiên yên lặng. Diệp Thần diễn cảm vậy cực kỳ cổ quái. Cái này, chẳng lẽ là mở ra phương thức đúng không? Diệp Thần chế trụ nội tâm khiếp sợ, mở miệng nói, Viêm Khôn. Người đây là ý gì? Viêm Khôn ngẩng đầu lên, trong mắt kiên quyết, ta bại với Phong Thanh Dương, ta đáp ứng hắn, đi theo ngươi. Mạng ta, bởi vì ngươi mà sống, bởi vì ngươi mà chết, không thuộc về ta. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu. Hắn tiến vào quan tài đá, không biết bên ngoài hết thảy. Bên ngoài trải qua kinh thiên động địa đánh một trận, sợ rằng mới vừa tỉnh lại Viêm Khôn căn bản không phải lục đạo kiếm thần Phong Thanh Dương đối thủ. Người thua, không chết giá phải trả chính là đi theo mình. Phong Thanh Dương chỉ sợ là biết mình sau này đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, bây giờ cần cánh tay phải cánh tay trái, lúc này mới không giết Viêm Khôn. Đây là một bước cờ. Phong Thanh Dương đưa cho mình con cờ. Diệp Thần gật đầu một cái, mới vừa muốn mở miệng, Viêm Khôn tiếp tục nói, Diệp Thần, ngươi luyện hóa ta càn khôn tộc máu tươi, cũng coi là ta càn khôn tộc tộc nhân. Người ta bây giờ có thể hay không không thôi chủ tớ tương xứng. Ta nhận ngươi làm anh cả, đây là ta có thể tiếp nhận cực hạn. Nói xong, Viêm Khôn sử dụng một giọt máu tươi, đây là ta máu tươi, ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, cả đời không phản bội. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ngươi dậy đi. Không cần khế ước, ta tin tưởng ngươi. Càn khôn nhất tộc, Diệp Thần có nghe thấy, mạnh mẽ huyết mạch sau lưng, là kiên định tín ngưỡng. Còn như lừa dối, căn bản không có thể. Thậm chí có thể nói, càn khôn nhất tộc cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không có so ngay thẳng. Giờ khắc này, Viêm Khôn trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí hốc mắt dần dần ướt át. Diệp Thần phần này tín nhiệm, để cho hắn cảm nhận được tôn trọng. Diệp Thần nhẹ nhàng đánh chụp Viêm Khôn bả vai, ngươi không cần loại phản ứng này, ngươi là tự do. Viêm Khôn ngẩn ra, đứng lên. Trong mắt kiên định, đại ca, hiện tại bắt đầu, người ta cùng nhau chinh phục linh võ đại lục, đáng tiếc ngươi không phải nữ, nếu không vẫn có thể lại chế càn khôn tộc huy hoàng. Diệp Thần nghe gặp Viêm Khôn mà nói, thiếu chút nữa một hớp lão máu cho phun ra ngoài, cái này cái gì não đường về. Hắn đột nhiên nghĩ tới Hoa Hạ một câu nói, ta cầm ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ ta. Diệp Thần cầm Viêm Khôn mang tới Kỳ Lâm và Lãnh Nhan trước mặt các nàng. Đây là em gái ta Kỳ Lâm, ngươi không thể để cho nàng bị nửa điểm tổn thương, thời khắc quan trọng nhất, ngươi vậy phải bảo vệ nàng. Do Viêm Khôn bảo vệ Kỳ Lâm, ngược lại là có thể để cho Diệp Thần an tâm không thiếu. Viêm Khôn nhìn một cái Kỳ Lâm gật đầu một cái. Nhưng mà, Kỳ Lâm đột nhiên nháy mắt cải chính nói, ngươi là Viêm Khôn đúng không, mới vừa rồi Diệp Thần có chuyện nói sai rồi, ta không phải em gái nàng, ta là Diệp Thần tỷ tỷ, cho nên... Sau này ngươi phải gọi chị cả ta lớn. Diệp Thần. Lãnh Nhan. Viêm Khôn như có điều suy nghĩ nhìn một cái Kỳ Lâm, vẫn mở miệng nói, chị đại.
Kỷ Lâm khá là hài lòng, quay lưng lại. Không biết là không phải đang cười trộm. Giới thiệu xong sau này, Kỷ Lâm hỏi thăm một chút Diệp Thần màu đen trong nước xoáy mặt sự việc. Diệp Thần vậy cũng không có nói gì nhiều, chỉ bất quá nói cho Kỷ Lâm màu đen trong nước xoáy mặt có hồn điện cường giả, bất quá hắn đã giải quyết. Còn như cái này màu đen vòng xoáy hẳn là càn khôn sát vực bên trong hậu thiên tạo thành, không thể nào là hồn điện cường giả bố trí. Nếu như không phải là bởi vì còn không có tìm được mình sư tôn, Diệp Thần cũng đã muốn rời khỏi càn khôn sát vực. Lần này hắn thu hoạch đã đủ nhiều, không chỉ có lấy được ma khu còn có chu thiên thần ma thương, dĩ nhiên còn có viêm khôn. Những thứ này cơ duyên, đã đủ để cho Diệp Thần từ trong giấc mộng cười tỉnh, chỉ bất quá đến bây giờ cũng không có tìm được mình sư tôn, trong lòng từ đầu đến cuối ghim một cây gai. Nhất là luân hồi mộ địa bên trong còn truyền tới một hồi chấn động, sợ rằng không chỉ có băng kiếm tiên tôn bị kẹt ở bên trong, còn có một vị đại năng, cũng ở đây càn khôn sát vực. Chỉ cần có thể cầm sư tôn và ngoài ra một vị đại năng giải cứu ra, Diệp Thần chuyến này vậy coi như là viên mãn. Chỉ là băng kiếm tiên tôn kết quả ở càn khôn sát vực nơi nào. Lần này Phong Thanh Dương và Ác Ma Mắt cũng không có cho mình nhắc nhở, Diệp Thần chỉ có thể dựa vào vận khí. Diệp Thần, bây giờ chúng ta phải đi nơi nào? Ta phát hiện càn khôn sát vực nhiều quá nhiều màu đen vòng xoáy. Kỷ Lâm nói. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, túi màu đen đá lại trực tiếp bay ra. Cấp tốc hướng một phương hướng phóng tới. Diệp Thần sắc mặt đại biến. Màu đen đá có thể quan hệ đến luân hồi mộ địa, một mực thận trọng ở miệng túi mình. Lúc này tại sao sẽ đột nhiên dị động? Hắn không do dự nữa, thi triển trăm bước đuổi điện đuổi theo. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Viêm Khôn, bảo vệ tốt Kỷ Lâm các người, ở chỗ cũ chờ ta. Nói xong, Diệp Thần liền biến mất. Tiếp tục truy đuổi, Diệp Thần phát hiện gió lớn gào thét thanh âm, càng ngày càng lớn. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không coi vào đâu, nhưng là những thứ này gió lớn dần dần để cho hắn thân xác, cũng sắp không nhịn được. Trước mặt rốt cuộc có cái gì? Màu đen đá tại sao mang hắn tới nơi này? Cái này càn khôn sát vực giấu bí mật, quá nhiều. Diệp Thần hứng thú, vượt đến gần, gió lực cản, càng ngày càng mạnh. Kiên trì phi hành 3 tiếng, Diệp Thần rốt cuộc phát hiện đầu gió. Do dự mấy giây, trực tiếp bước vào, một phiến hắc ám. Giờ phút này Diệp Thần thân thể bị gió lớn phá vỡ một ít máu thịt, máu loãng theo hắn thân thể chảy xuống. Đây cũng là Diệp Thần có ma khu và bất hủ thần thể trên căn bản à. Hồi lâu, hắc ám biến mất. Diệp Thần đứng lên, ngẩng đầu nhìn một mắt bốn phía, phát hiện chung quanh không có bất kỳ vật gì, chỉ còn lại một phiến hoang vu. Không khí bên trong, còn lưu động chiến trường thượng cổ bên trong hơi thở, bất quá càng thêm đậm đà. Chẳng lẽ chiến trường thượng cổ bên trong hơi thở, chính là từ trong này truyền tới? Đây chẳng qua là mình phỏng đoán, cũng không biết có chính xác hay không, chỉ có thể tiếp tục đi. Rất nhanh, hắn trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ, lại có thể ở chỗ này phát hiện hai cái võ giả. Hắn nhìn một cái, phát hiện võ giả thực lực chỉ bất quá tạo hóa cảnh. Diệp Thần đi tới hai người trước người, hai người võ giả cảnh giác nhìn một cái. Huynh đệ, ta không có ác ý, chỉ bất quá muốn hỏi thăm một chút, nơi này là địa phương nào. Hai người võ giả liếc nhìn nhau, phát hiện Diệp Thần chỉ có hợp đạo cảnh tầng 9 trời, không có để ở trong lòng, lạnh giọng mở miệng nói chúng ta cũng không quá mới vừa bước vào nơi đây. Diệp Thần nhướng mày một cái, chẳng lẽ cổng vào không chỉ một. Tiếp theo Diệp Thần cuối cùng rõ ràng, toàn bộ càn khôn sát vực tất cả loại địa phương, cũng xuất hiện tất cả lớn nhỏ màu đen vòng xoáy. Có chút võ giả mình đi vào tra xem, dĩ nhiên còn có một ít là bị ép buộc. Bọn họ bị gió lớn hút vào bên trong, căn bản không có thể chống cự. Cái này hai người võ giả tâm tình không tốt, chỉ sợ cũng là bởi vì bị bách tiến vào nơi này. Màu đen vòng xoáy chắc cũng là gần đây mới tạo thành, nếu không hồn điện cường giả cũng sớm đã phát hiện. Tiếp theo Diệp Thần nói tạm biệt hai người, tiếp tục về phía trước đi, như cũ phát hiện có không ít võ giả, tinh khiếu cảnh cường giả cũng gặp phải không thiếu. Sẽ đi một đoạn thời gian. Phát hiện phía trước một phiến khu rừng rậm rạp, bên trong truyền tới thanh âm đánh nhau, còn có yêu thú gầm thét.
Tiến vào trong rừng rậm, Diệp Thần thấy ba tên tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên võ giả, bên cạnh còn có 10 tên tạo hóa cảnh. Khi thấy bọn họ xuất thủ mục tiêu, Diệp Thần cả người trong mắt, đổi được ngay tức thì ngưng trọng. Lại là một cái màu vàng thần long. Phía trước một đầu ngàn trượng màu vàng thần long, toàn thân màu vàng kim, đất rung núi chuyển. Mạnh có lực chân trước, một móng vuốt đi xuống, ngay tức thì có thể bóp vỡ tạo hóa cảnh cường giả. Bất quá để cho Diệp Thần bất ngờ là màu vàng thần long thực lực chỉ có tinh khiếu cảnh tầng 6 trời, đối mặt tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả công kích, sa sút chỉ bất quá chuyện sớm hay muộn tình. Chẳng lẽ cái này màu vàng thần long đã sớm bị thương, vậy bị khốn đốn càn khôn sát vực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 97.